Chào mừng bạn đế với bộ truyện Rút đào chấn thế 100 ngàn năm Tại website nữ hoàng truyện com Hay kênh youtube chị google đọc truyện Truy cập website để nghe chuyện MP nhanh hơn Rồi chúng ta bắt đầu nghe nội dung bộ truyện Từ chương 121 đến chương 130 Chương 121 Yêu hồ Trần Huyền sinh thu liếm khí thức của mình Tùy theo từ trên ngọn núi đi xuống Một tinh thần cùng viên lang xương Cũng hướng phía dưới ngọn núi đi đến Bọn hắn thương thế lúc đầu không nhẹ Nhất là một tinh thần Dẫn động ám tật, linh trùng suýt nữa tự bạo, thương thế càng đáng sợ. Nhưng ở đạo ảnh hiện, chiếu rọi cả ngọn núi lúc, những thương thế kia cũng được chữa trị. Viên lăng xương trên cơ bản không thành vấn đề, mộc tinh thần cũng được chữa trị rất nhiều, mặc dù khoảng cách khỏi hẳn còn kém xa lắm, nhưng tới trèo lên tội trước núi cũng không kém nhiều. Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là thi triển ra sát na phương hoa, đây là một loại tự bạo chi pháp, có thể chữa trị, thậm chí khôi phục lại cùng lúc trước tương tự, đã siêu cấp may mắn lão mộc cũng đầy đủ điên cuồng bước qua tội núi có thể trực tiếp đi dược cốc một tinh thần nhìn xem đi tới trần huyền sinh cười một tiếng cái sau cũng ngầm hiểu đạp phá tội núi sáng lập cực hạn hắn nhất định là sẽ thu hoạch được một chút đặc quyền kỳ thật trước đó tam đại ghi chép đã có thể thu hoạch được thu hoạch được một chút đặc quyền bây giờ cái này đặc quyền càng lớn dược cốc học phủ dược biên, trong đó có rất nhiều linh dược thậm chí cái kia chỗ sâu còn giấu kín lấy đáng sợ bảo dược băng âm trúc liền ở trong đó. Bất quá, Trần Huyền Sinh đã cầm tới, mà lại là tốt hơn thần âm trúc. Bọn hắn đi xuống núi, Trần Huyền Sinh nhìn xem một tỉnh thần, vừa muốn nói chuyện, một tỉnh thần khoát tay trận lại nói. Trước chờ nhất đằng, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đan vương, sau đó thân hình ẩm vang sông lên, tay trái một thanh kim đao bỗng nhiên trọt hiện. Người mẹ nó, một tỉnh thần mắng to, đao quang ẩm vang mà xuống, mang theo ngập trời sát khí cùng điên cuồng, hướng phía đan vương ẩm vang một chạm chạm đan vương đao quang to lớn như nước thủy triều đan vương sắc mặt âm trầm theo chỉ khí tức chấn động cái kia chém xuống đao quang liền ẩm vang nổ tung hắn không chỉ có là đan vương vẫn là phó viện trưởng toàn bộ nam châu cử phách thứ nhất chân chính ngưng chân cảnh oanh nhưng bắn nổ đao quang tán đi một tỉnh thần khí tức lại càng bá đạo hon cầm đao lần nữa hướng về phía trước cái kia kim đao đều nhiễm chảy máu đỏ máu nhuộm đao viên lăng xương ánh mắt ngưng tụ cái này nhiễm chảy máu ánh sáng kim đao, lần nữa một chảm, cái này một chảm càng bá đạo hơn, hư không đều tại bạo động, dường như muốn cắt chém thiên địa. Người làm càn, đan vương giận tím mặt, khí tức càng thêm to lớn lúc, hai tay hóa ra một thuẫn, tùy theo hướng về phía trước bỗng nhiên đẩy. Ngưng thật, danh sưng chân nhân, pháp lực, linh trùng đều hóa thành sấp xỉ chân thực, tu vi cũng vô cùng minh mông, cái này tấm chắn liền cứng rắn như núi. Oanh, nhưng ở đao quang dưới, cái này tấm chắn vẫn là run lên, run lên phía dưới, đao quang kia nổ tung, cái này tấm chắn mang theo vết rách. Tùy theo, đan vương cũng triệt để nổi giận, đằng đằng sát khí, cả người khí thế dần dần to lớn, cuối cùng như một tòa núi lớn bàng bạc. Áp bách vô cùng, nhưng một tinh thần vẫn như cũ hướng về phía trước, thậm chí còn phun ra một ngụm máu, cái kia máu rơi vào trên thân đao, khiến cho đao này ngưng kết một văn. Huyết văn đao, toàn trường đều nhìn, đều chấn kinh, đều kích thích, một tinh thần thi triển đều là bí pháp, đều hao phí tinh huyết chảm, theo đao kia lần nữa nhuốm máu, máu đều hóa văn dưới, một tỉnh thần hét lớn bạo tạc, đao quang lần nữa rơi xuống. Một đao, ánh sáng đỏ ngò mút trời, răng rác, đan vương vào tới trước thân thể ngừng, cái kia tấm chắn đều ẩm vang nổ tung, hắn khí tức đều tản ra, nhịn không được rút lui ba bước. Mà một tỉnh thần, máu tươi phun ra, cái này phun ra chính là trọng thương, nội thương, nhưng há. N liều lĩnh, cầm đao lần nữa hướng về phía trước. chạm ba đao, đao thứ nhất, không cách nào nương theo lấy quát lón một tỉnh thần không để ý thương thế đau lần nữa một chạm cái này một chạm trước nay chưa có to lớn cái này một chạm trước nay chưa có điên cuồng cái này một chạm hắn mang theo tỉnh rượu làm cho dược lão đều ngưng mắt đan vương e ngại dưới đều ẩm vang rút lui nhưng hắn rút lui dưới đao kia lần nữa to lớn vẫn là hung hăng chém xuống đan vương dương ra hết thảy hai tay nâng bầu trời đều tại một đao kia dưới cốt nhục suýt nữa nổ tung miệng kia sừng mang theo tinh lực. Một tỉnh thần càng chật vật, hắn vốn là có thương, vẫn là đạo thương, lúc này lại cường thúc tu vi, lại chiến đấu đan vương loại cảnh giới này siêu việt hắn tồn tại. Áp lực cũng to lớn, thương địch 800, liền muốn tự tổn 3 ngàn, mấy lần thương tích, chảm ba đao, đao thứ hai, vô thiên, một tinh thần phủ xuống máu, khí thức kia đều suy yếu, nhưng suy yếu dưới, vẫn là chém xuống một đao kia. Đao thứ hai, vô thiên, phốc, đan vương rút lui, máu tăng nhiều, một tinh thần thì thân thể run rẩy kịch liệt, đều sắc mặt tái nhợt, nhưng thân thể ưỡn một cái, lần nữa tiến về phía trước một bước. Lần thứ ba nâng đao, đan vương sắc mặt trước nay chưa có khó coi, tại đao thứ ba giơ lên lúc, hắn thân thể ầm vang vừa lui, còn hai tay các kéo ra một đạo phù. Đỉnh đầu cũng bao phủ một đạo phù, dưới chân dẫm lên một ngọn gió, khí tức trên thân cũng siêu cường vận chuyển, toàn lực ứng phó, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng một tỉnh thần đao thứ ba lại tại dơ lên lúc, trực tiếp tán đi, hắn khí thức khôi phục bình thản, nhìn xem tránh né rất xa, lại như lâm đại địch đan vương, hời hợt nói. Chỉ đua một chút, lấy lòng giả của ngươi, không đến mức sinh khí A. Đan vương sắc mặt ầm vang âm hàn, cái kia trong mắt sát khí, đã nồng đậm ngập trời. Một tỉnh thần thiếu dung tùy ý, lui trở về trần huyền sinh bên người. Giết đan vương, cái này căn bản vốn không hiện thực, cái kia đao thứ ba, lấy trạng thái của hắn bây giờ cũng căn bản bổ không đi xuống, tức liền có thể, cũng giết không được đan vương cái kia lão tạp mau. Dù cho là hắn thời đỉnh cao, cũng cơ hội xa vời. Đan vương, học phủ phó viện trưởng, danh phù kỳ thực ngưng chân cảnh, với lại lấy địa vị của hắn, tự nhiên là nắm giữ lấy rất nhiều thần thông, bí pháp, trên thân còn có các loại bảo vật. Thật đem hắn ép, liều lĩnh bộc phát, rất đáng sợ. Đương nhiên, đan vương người này, tiếc mệnh, sẽ không tùy tiện bộc phát, sẽ không để cho được bản thân lâm vào một tia trong nguy cơ. Lão tạp mau nhóm, mình ước lượng lấy A, một tinh thần khí thức khôi phục bình thản, sau đó ánh mắt quét về phía những trưởng lão kia, những người kia cùng nhau run lên, mặc dù mười đại trưởng lão thứ nhất tiền khôn, sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Một tinh thần cái kia mấy đau thật là đáng sợ, có thể giết ngưng thật. Lúc đầu, bọn hắn suy đoán một tinh thần thương thế thảm trọng, cho dù là cuối cùng đạt được bổ dưỡng, cũng không còn trước kia, thậm chí phải kém cách to lớn nhưng lúc này nhìn thấy lại không thể không thừa nhận ra hỏa này vẫn bá đạo như cũ đây cũng là một tinh thần tại nói cho bọn hắn lão tử vẫn như cũ đi ngưng chân cảnh hạ đều vô địch các ngươi còn dám cho ta khi dễ một cái nhìn xem trong lòng bọn họ những cái kia dục dịch không thể không tạm thời đè xuống đi được cốc một tỉnh thần cũng không muốn nhiều lời nhìn xem trần huyền sinh cười nhạt một tiếng nhưng còn không đợi khỏi hành đan vương âm trầm lạnh tiếng vang lên dược cốc đã đóng gần nhất mấy ngày sẽ không mở ra. Một tỉnh thần hít mắt mắt nhìn đi, hắn là đan dược điện chủ, Nam Châu thứ nhất luyện đan sư, danh sưng đan vương, hắn cũng đúng là học phủ được gốc người phụ trách. Trần Huyền sinh liên phá tam đại ghi chép, còn sáng lập tội núi độc nhất vô nhị ghi chép, hắn dựa vào cái gì không thể đi. Viên tử y đứng ra, dựa vào lý lẽ biện luật, nhìn chằm chằm đan vương, hoàn toàn không sợ. Đan vương còn không nói chuyện, lôi thi, yên tuyệt nói, xác thực đi không được, Dược cốc tạm thời quan bố, việc này không có quan hệ gì với hắn. Một tỉnh thần, viên lăng xương sắc mặt đều có chút khó coi. Đan vương lại nhìn chằm chằm Trần Huyền Sinh nói. Ta cũng biết, người đi được cốc vì băng âm trúc, chỉ là nó đã tại lão phu trong tay. Tùy theo, hắn nhìn ngấm cười một tiếng, lấy ra một đóa tuyết trắng băng trúc, tùy theo, một loại rất nhẹ, rất thanh âm dễ nghe, liền từ cái kia băng trúc bên trên chậm rãi vang lên. Đan vương vừa nhìn về phía Trần Huyền Sinh muội muội của ngươi nhiễm hàn độc, cẩn vật này cứu mạng, bây giờ đã nguy cơ sớm tối, có phải thế không? Trần Huyền sinh mặt không biểu tình, đan vương nhẹ hừ một tiếng, vuốt vuốt trong tay băng âm trúc, nói. Ngươi bây giờ hẳn là suy tính một chút, làm sao để cho ta bớt giận? Trần Huyền sinh cười nhìn lấy đan vương, nhẹ gật đầu về sau, hắn nhìn về phía hình phạt điện chủ lôi thiên tuyệt, nói. Ngày sau ta làm thịt lão bất tử này, có thể đi cóng tội núi chuộc tội sao? Lôi thiên tuyệt khẽ giật mình, Đan Vương giận tím mặt, sư phụ ngươi đều giết không được ta, ngươi thì tính là cái gì? Trần Huyền Sinh chỉ nhìn chằm chằm lôi thiên tuyệt, cái sau ngưng trọng nhìn xem thiếu niên, nói. Ta cảm thấy, cái quy củ này hẳn là sửa lại. Kỳ thật, hắn rất đau đầu, trước kia một tinh thần không nhìn hết thảy, tại học phủ sát phạt vô kỵ, bởi vì hắn có thể lưng tội núi, không nhận uy hiếp. Bây giờ, đệ tử của hắn như vậy, hơn nữa còn lợi hại hơn, trực tiếp đăng đỉnh, không chỉ có thần quang chiếu giỏi, còn triệu hoán đạo ảnh vậy hắn cũng có thể liều lĩnh giết người đều không cần quan tâm giết mấy cái liền tới đây lưng tội núi tội núi đối bọn hắn thật không còn là hình phạt mà là danh phù kỳ thực tạo hóa hắn là thật nghĩ muốn đem cái này lưng tội núi quy củ từ bỏ không phải đều hạn không chế trụ nổi cái này sư đồ một cái sau so một cái điên đau đầu trần huyền sinh cười một tiếng nhìn xem đan vương nói lão già người hố sư phụ ta còn lừa ta còn muốn liên lụy em oái ta, ta tuyên bố, không chết không thôi. Ngươi, Đan Vương sủi cười một tiếng, ngươi đã không còn sống lâu nữa. Lâm gia trưởng lão Lâm Hồng, cùng một chút đệ tử, cùng nhau cười lạnh, nhìn xem Trần Huyền Sinh, cảm giác hắn càng giống là một người chết. Lâm Đằng tiên tiến thêm một bước, đạo chấn toàn bộ học phủ, gây nên các đại tạo hóa biên hóa, chỉ cần hắn đi ra, chính là Trần Huyền Sinh tử kỳ. Vậy liền rửa mắt mà đợi, Trần Huyền Sinh không có nhiều lời, nhìn xem một tỉnh thần nói lão sư thuốc kia cốc không cần đi ta có thể đi nhổ yêu đao sao một tỉnh thần ánh mắt bỗng nhiên lóe lên hắn có ý nghĩ này trong lòng của hắn kế hoạch đến mức nhất định có thể để trần huyền sinh đi thử xem cái kia thanh yêu đao có thể cho hắn sự giúp đỡ to lón nhưng bây giờ không được muốn đi nhổ yêu đao cần học phủ tam phương hội thẩm thậm chí cần viện trưởng gật đầu tại cái này học phủ hướng tây bắc có một tòa hồ Trần Huyền Sinh nhìn ra hắn trong mắt hàm nghĩa, tạm thời từ bỏ đi nhổ yêu đao dự định. Một tỉnh thần dừng một chút, tùy theo gật đầu, cái kia trên hồ, bao phủ cấm phù, một tinh thần hơi kinh ngạc, cái kia cấm phù phía dưới, dấu kín, yêu huyết, oanh, lần này, không đơn thuần là một tinh thần chấn kinh, liễu sư các loại cùng nhau chấn kinh, chuyện này, học phủ đều không nhiều thiếu cái người biết. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Hồng Ngư, mà lúc này Diệp Hồng Ngư cũng chấn kinh, nàng đúng là đã nói đầu nguồn tại học phủ, nhưng tuyệt đối không có đề cập cấm hồ càng sẽ không đề cập yêu huyết gia hỏa này làm sao mà biết được nhưng nghĩ lại viên tử y hứa chiêu nhan ngụy trường đạo lưu nguyên đều là học phủ đệ tử tinh anh đều biết những này cái này liền chẳng có gì lạ ta muốn đi cấm hồ cái kia yêu huyết đánh nhau tạo nhục thân có chỗ tốt to lớn ta đã linh thể nhưng vẫn chưa ổn định đạt được yêu huyết tẩy lễ liền có thể trước tiên vững chắc trần huyền sinh không cần đi dược cốc mà bây giờ còn tại khốn long trạng thái, cũng vô. Pháp đột phá, đi luyện thể mới là lựa chọn tốt nhất. Thuận tiện, cũng giúp Diệp Hồng Ngư một tay, một tỉnh thần mắt sáng lên, nói, cấm hồ, không phải đệ tử có thể đi, nơi đó yêu cầu rất lón, rất nhiều trưởng lão đều không đi được. Ta đi thử xem, Trần Huyền sinh kiên trì, nơi đó yêu huyết, tại hắn đạo cảm giác lúc cảm nhận được bá đạo, tuyệt đối có bí mật. Nói xong, hắn hướng thẳng đến vị trí đó đi đến, một tỉnh thần muốn ngăn cản, nhưng suy nghĩ một chút, đi xem một chút cũng tốt. Đám người hướng phía vị trí đó đi đến, đan vương đám người ngơ ngác một chút, tùy theo cùng ánh mắt băng lãnh đi theo, Trần Huyền Sinh nghe được tiếng bước chân, dừng một chút, nhưng đầu nói. Thuốc cao ra chó, đan vương răng rắc nắm tay, ánh mắt huyết hồng dữ tợn, tiểu tử này thật sự là quá làm càn, đối với hắn không có một chút tôn kính chỉ tâm. Hắn lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi chết như thế nào, cấm hồ, nguy hiểm mà đáng sợ, đối nhục thân yêu cầu cực cao, với lại nơi đó cấm phủ phong tỏa, cái kia cấm phủ càng là đáng sợ. Trong hàng đệ tử ít có người đi đến, Diệp Hồng Ngư đi qua, nghe nói một lần kia bị thương, cho dù là đến bây giờ, còn giống như chưa triệt để khỏi hắn. Trần Huyền Sinh không nói nhiều, tăng thêm tốc độ, rất mau tới đến một hồ nước trước, nhưng ở hồ này 10 mét bên ngoài, liền nhìn thấy một đá bạch ngọc vách tường. Cái kia đá bạch ngọc vách tường lấp lóe, hắn bên trên có đáng sợ uy áp phát ra, cái kia uy áp hoàn toàn là khí huyết ngưng kết, sau trước đó kiểm chắc bá đạo nhiều. Một tinh thần nói, muốn đi vào nơi đây 10 mét, cần đánh vỡ cái này đá bạch ngọc phách tường cấm kỵ, cái này bạch ngọc trên thạch bích, cần một cánh tay đạt tới 80 ngàn cân. Nói xong, hắn nhìn xem Trần Huyền Sinh, đồng dạng khí huyết động thiên, một cánh tay vạn cân, lợi hại một chút, một cánh tay 20 ngàn, 30 ngàn cân, như viên tử y, hiện tại chính là một cánh tay 20 ngàn cân cấp độ. Thể đáng bội ánh sáng về sau, một cánh tay có thể đạt tới 40 ngàn, 50.000 cân, như Diệp Hồng Ngư, nàng lợi hại, còn được đến vô số bổ dưỡng, cũng một cánh tay không đủ 60.000 mà thôi. Nàng lúc trước có thể tiến vào nơi đây, là trưởng lão đi theo, còn lấy ra điểm công đức, không phải dựa vào chính mình căn bản vào không được. Không cho phép, Diệp Hồng Ngư cũng nói, một cánh tay 80.000 cân, người mặc dù tận diệt bụi ánh sáng, thuế phàm hóa linh, nhưng cũng rất khó, với lại 80.000 cân chỉ là thỏa mãn yêu cầu tiêu chuẩn thấp nhất tiêu chuẩn thấp nhất liền là 80.000 cân, mà một cánh tay 80.000 cân, đã rất khó, học phủ đệ tử không có mấy cái có thể làm được. Trần Huyền Sinh thì đánh giá tính một chút, tùy theo cười một tiếng, mình tận diệt bụi ánh sáng trước, một cánh tay hẳn là liền có 80.000 cân, thậm chí siêu việt. Hắn nghe thân, nhìn thể, đối khí huyết chế tạo lời lẽ nghiêm khắc hợp phùng, không sai chút nào, đối khí huyết khống chế cũng tỉnh tế nhập vị, hắn khí huyết so với cùng cấp độ đều cường đại hơn. Bây giờ triệt để thuế phàm hóa linh, đạt được thần tỉnh tẩy lễ, nhất định là càng đáng sợ, nhưng cũng sợ đến trình độ nào còn khó nói. Tùy theo, hắn đi đến cái kia bạch ngọc dưới thạch bích, cái kia vách đá lập tức lấp lóe, khí huyết ngưng kết nặng nề uy áp lần nữa ép xuống. Nhưng hắn chỉ là chấn động, vô hình vô chất, cái kia uy áp trực tiếp tán đi, hắn cảm giác không thấy một điểm nặng nề cảm giác. Đây là khí huyết, siêu việt đá bạch ngọc vách tường uy áp. Hắn là đầy đủ, Trần Huyền Sinh nắm lên nắm đấm. Chương 122 một trăm ngàn cực cảnh thiếu niên áo trắng đứng ở dưới thạch bích khí huyết trên người cuồn cuộn mà lên sau lưng đám người đều ngưng mắt nhìn lại cẩn thận nhìn chằm chằm nhất là một tinh thần càng là theo chân tiến lên mấy bước một khi trần huyền sinh khí huyết không bằng liền sẽ bị đá bạch ngọc phách tường đè lại vậy thì có nguy hiểm hắn sẽ liều lĩnh chống đi tới lão mộc người không cần khẩn trương ta có sắp xếp trần huyền sinh cảm giác được một tinh thần khẩn trương quay đầu cười nói đừng nói nhảm một tinh thần lại nghiêm túc lại, N. Ơi này không phải đùa giỡn, xuất hiện sai lầm liền ảnh hưởng to lớn. Nằm mơ, đan vương bên người, cái kia cắt thanh, lâm hồng, trình công các loại cùng nhau hừ lạnh, một cánh tay 80 ngàn cân. Muốn cái dăm ăn, chỉ dựa vào lấy khí huyết, không nói đệ tử, liền là trưởng lão bên trong, bao nhiêu ít một cánh tay 80 ngàn cân. Cái kia lâm hồng thiên phú kỳ thật không tính quá tốt, mấy năm trước thân thể còn xảy ra vấn đề, tu vi còn không tiến ngược lại thụt lùi, đến bây giờ tu vi chỉ có thông huyền ngũ trọng nhiều, nhưng hắn cũng nấu luyện khí huyết, nấu luyện mấy chục năm, ăn thật nhiều thuốc đại bổ, cho đến bây giờ, một cánh tay cũng mới 80 ngàn cân mà thôi. Cát thanh kỳ thật liền là một chất sự trưởng lão, thuộc về học phủ tầng dưới chót nhất, tu vi mặc dù lợi hại một chút, cũng không đến thông huyền thất trọng, về phần khí huyết, thủ đoạn hắn rất nhiều, lúc trước khảo nghiệm thời điểm, hắn có thể lập tức khống chế mấy tôn đỉnh, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Nhưng kỳ thật, một cánh tay cũng liền 80 ngàn cân tả hữu. Một thiếu niên, nằm mơ đều không được, oanh, trên mặt bọn họ lộ ra cười nhạo, cái này cười nhạo mang theo mi ỉa mai, nhưng còn chưa hoàn toàn nở rộ, một đạo điếc tài oanh minh đã nổ tung. Bọn hắn bỗng nhiên nhìn lại, liền nhìn thấy Trần Huyền Sinh nắm đấm ẩm vang ném ra, chấn tại cái kia bạch ngọc trên thạch bích, cái kia vách đá lập tức run ra ấy. Kịch liệt run dưới dưới, trên vách đá ánh sáng như dòng nước, tạo nên kịch liệt hình tròn gọn sóng, gọn sóng nhanh chóng hướng về bốn phía quét sạch. Một màn này, lập tức chấn kinh toàn trường, cái kia cười nhạo lâm hồng các loại trưởng lão, giờ khắc này trực tiếp ánh mắt tròn vo xuống dưới. Bọn hắn cũng khảo nghiệm qua, ở chỗ này, cũng bất quá trần huyền sinh trình độ này, hắn. Một cánh tay 80 ngàn cân, tốt, đám người đều chấn kinh, một tỉnh thần các loại cũng nương theo lấy chấn động, tùy theo cái kia mang trên mặt nồng đậm vẻ kích động. Một cánh tay 80 ngàn cân, lợi hại, ra hỏa này, trước đó khí huyết kiểm chắc, còn không có suất toàn lực, không phải mới thuế phạm hóa linh, không có khả năng trực tiếp tiến bộ lớn như thế. Liễu sư đám người lần nữa nắm tay, lau mắt mà nhìn, trước đó cái kia ghi chép, cầm bình lâm đằng tiên, kỳ thật vẫn là đổ nước. Liền một quyền này, nếu là lại đi khảo thí, liền trực tiếp bạo đỉnh. Diệp Hồng Ngư cũng bị kích thích, vẻn vẹn là khí huyết bên trên, Trần Huyền sinh đủ để treo lên đánh nàng mấy cái vừa đi vừa về, lại thêm tu vi của hắn, đau của hắn, mình toàn lực ứng phó, thậm chí liều mạng, cũng chỉ là cùng hắn chia 5 năm. Thậm chí cũng không bằng, răng rác, nhưng ở nàng như vậy kinh hãi dưới, cái kia run rẩy đá bạch ngọc trên vách, lại còn vang lên trói tai vết rách thanh âm. Thanh âm này vừa xuất hiện, lập tức, toàn trường cùng nhau một cái run rẩy sau một khắc, vô số hai mắt bóng cùng nhau nhìn tới. Một dưới mắt, bọn hắn ánh mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn lần thứ hai dưới, thân thể ẩm vang run lên, thứ tam nhãn nhìn lại, thậm chí run rẩy kịch liệt, thậm chí liên tục rút lui. Liền xem như đan vương, đều ánh mắt nháy mắt tròn vo. Một cánh tay 80 ngàn cân, đã siêu phàm, thậm chí đều đã yêu nghiệt đến bất khả tư nghị. Bây giờ, cái này bạch ngọc trên thạch bích, còn xuất hiện vết rách, cái này vết rách tuyệt đối là siêu việt 80 ngàn cân mới có thể làm đến. Oanh, chân kinh dưới, oanh minh vang lên lần nữa, đỉnh tai nhức óc, tùy theo, tại toàn trường nhìn thấy mà giật mình, ra đầu cuồng nổ dưới, cái kia đá bạch ngọc vách tường, ẩm vang nổ tung. Đúng, nổ tung, một mặt đá bạch ngọc vách tường, tại Trần Huyền Sinh một quyền phía dưới, ẩm vang nổ tung mà mở. Lộp bộp, yên tĩnh, yên tĩnh như chết, toàn trường có một cái tính một cái, vào giờ phút này, cùng nhau trợn mắt hốc mồm, thậm chí liền hô hấp đều biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giống như là gặp ngập trời kích thích, nổ tung vách đá, hắn, hắn, đây là, một cánh tay 10 vạn cân, tùy theo, cái kia lâm hồng, cát thanh, trình công đám người cùng nhau kêu to bắt đầu, Chấm, 16 tuổi, một cánh tay 10 vạn cân, ông trời ơi, phải biết, một cánh tay 80 ngàn cân, đã là tương đương siêu phàm, là đệ tử rất khó làm đến, là trưởng lão đều muốn ma luyện rất lâu, thậm chí mấy chục năm mới có thể làm được. Thậm chí, rất nhiều người đời này đều làm không được. Vẹn vẹn khí huyết chi lực, một cánh tay 80 ngàn cân, đã là một cái hành động vĩ đại. 10 vạn cân, đó là 100 ngàn cực cảnh. Khí huyết động thiên, là nhục thân đạo thứ nhất đại môn. Toàn bộ Nam Châu mới có mấy người làm được. Mà đạo thứ hai đại môn, người bình thường cho rằng là thuế phạm hóa linh, nhưng thế hệ trước mới biết được, mở ra nhục thân đạo thứ hai đại môn là một cánh tay 10 vạn cân. Hóa linh là có tư cách một cánh tay 10 vạn cân, nhưng làm được cực ít, bây giờ Trần Huyền Sinh lại thực sự làm được. Với lại, mới 10 mệ tuổi, còn không phải thời đỉnh cao, khí huyết còn biết từ từ tràn đầy, còn có to lớn tiềm lực. Không cách nào đánh giá, một cánh tay 10 vạn cân a đạt đến nước này, nhục thân liền thăng hoa, mở ra đoạn thứ hai đường, sẽ từ từ sinh ra các loại đáng sọ. Vẻn vẹn là nhục thân, cảnh giới này, đủ nghiền ép thông huyền. Một cái 16 tuổi, tu vi mới mở linh tứ trọng người, thậm chí đều không cần vận dụng tu vi, khí huyết liền có thể ép thông huyền. Không phải kỳ tích sao, tiểu tử này, cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. À. Một tinh thần đều ngốc dưới, hắn không phải nam châu người, ngày xưa hoàn cảnh so với nơi này còn tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng là 21 tuổi thời điểm, còn dựa vào đan dược, mới phá 100 ngàn cực cảnh. Trần Huyền Sinh, 16 tuổi, mới nhập nam đều nhiều thiếu thời gian, đã từng hắn một cánh tay cũng liền 30 ngàn cân, cái này liền rách 100 ngàn cực cảnh. Liền xem như một tinh thần ngày xưa nơi ở, những cái kia siêu Việt Nam Châu vô số lần đáng sợ đại yêu nghiệt, đều không có mấy cái có thể làm được loại này đáng sợ. Nên không phải tiểu tử này ngay cả ta đều gạt a à. Hắn sớm cũng đã phá cực hạn, chỉ là không có bạo lộ ra. Một tinh thần mở bụi mắt, lần nữa quan sát, lại phát hiện căn bản là không có cách nhìn thấy một chút kẽ hở. Trần Huyền sinh trên thân bao phủ mê vụ, cái này mê vụ thần bí, không cách nào nhìn thấu, hắn thiên cơ bị ẩn tàng, bị che đậy. Một tinh thần mở bụi mắt, đối Trần Huyền sinh hoàn toàn vô hiệu. Siêu Việt chưa mệnh tử ra hỏa, siêu phàm đến trình độ này sao? Một tinh thần cũng coi là mở rộng tầm mắt, càng là tâm hoa nộ phóng, thật nhặt được bảo bối. Trần Huyền Sinh đến cùng là cái gì? Chưa mệnh tử đã đáng sợ, tràn ngập thần bí, gánh vác thiên cơ, mà hắn còn thần bí nhiều, đáng sợ nhiều. Cho Trần Huyền Sinh thời gian, tiếp tục như vậy phi tốc đi xuống, ngày khác sông ra Nam Đều, đi hướng Trung Nguyên, thậm chí siêu thoát Trung Nguyên, ở trong tầm tay. Về phần Diệp Hồng Ngư, Ngụy Trường Đạo, Viên Tử Y, Hứa Chiêu Nhan, Lâu Yên Yên những người này, tại nhìn thấy một màn này lúc, hoàn toàn liền choáng váng. Gia hỏa này, muốn nghịch thiên sao? ta không phải là đối thủ. Diệp Hồng Ngư trong lòng nói thầm, không có cảm giác bị thất bại, ngược lại là một nắm quyền, động lực càng đầy. Nam đều, trước đó duy nhất để nàng kiên kỳ chỉ có lâm đằng tiên, nàng tại lâm đằng tiên thủ bên trong, đi bất quá mấy chiêu liền muốn thua trận. Lâm đằng tiên, cũng rất lợi hại, các phương diện đều tương đương ưu tú. Nhưng bây giờ, nàng tại Trần Huyền sinh nơi này, cũng nhìn thấy cùng loại, gia hỏa này cho thấy ưu tú, không hề yêu. Thậm chí, Lâm Đằng Tiên tại 16 tuổi lúc, còn hoàn toàn không bằng Trần Huyền Sinh. Muốn sung thứ, nam đều ta đã rơi xuống thứ ba. Diệp Hồng Ngư nói thầm, đây cũng là đạo tâm đầy đủ, lại lòng dạ đầy đủ, không có thất bại, mà là trước tiên nghĩ đến bắn vọt, cố gắng, đuổi theo. Tu luyện trên đường, không nên sợ đối thủ, có đối thủ, mới có đầy đủ kích thích, khích lệ ngươi đi không ngừng tiên lên. Cái này hỗn trướng, nơi xa, tiêu tứ hải hung hăng nắm tay, trong lòng thầm mắng, gia hỏa này làm sao lại tiến bộ lớn như vậy. Từng cái sáng lập kỳ tích, với lại, mỗi một cái kỳ tích đều phá vỡ tưởng tượng cực hạn, thật đang áp sát lâm đằng tiên. Hắn xem thường cái kia không có chút nào tiềm lực, đã quá hạn thiếu niên, mà bây giờ người ta đứng tại độ cao, cần hắn đi ngưỡng vọng. Châm chọc là, mới quá khứ bao lâu, cũng liền nửa tháng tả hiếu. Nửa tháng trước, hắn đi trần ra tự mình lui cưới, tự mình nói câu kia. Long không cùng rắn cư, bây giờ, ai là Long? Tiêu vãn tình thì trong lòng vui mừng, huyền sinh ca ca, thật trở về. Hắn vẫn là cái kia khiến người khâm phục, thán phục yêu nhiệt. Oanh, đám người chấn kinh, thậm chí hoảng sợ dưới, cái kia đá bạch ngọc vách tường triệt để nổ tung, trần huyền sinh thu hồi khí huyết, một bước hướng về phía trước, tiếp cận hồ nước. Ta khí huyết thật rất bá đạo, ta nghe thân, nhìn thể, còn có truyền thừa phụ trọ, đối khí huyết khống chế độc đáo, phá võ một trăm ngàn cực hạn. Đây cũng là mở thứ hai cánh cửa. Trần Huyền Sinh trong lòng cũng chấn kinh, 100 ngàn cực cảnh phá mất, bước vào nhục thân cánh cửa thứ hai, con đường tương lai lần nữa mở ra. Tùy theo, hắn thu lên tinh thần, nhìn về phía trước hồ nước, hồ này không tính lớn, nhìn qua bình thường vô cùng, nhưng nếu là hiểu được vọng khí người, liền có thể nhìn thấy, tại hồ này phía trên bao phủ một tầng phù văn thần bí. Phù văn che đẩy cả tòa hồ nước, giống như là một đạo phong câm. Đáy hồ yêu huyết khí tức nồng đậm, cái hồ này tồn tại niên đại nhất định không ngắn, dưới đáy chân áp yêu huyết cũng tuyệt đối không ít, thậm chí rất nhiều đều cực kỳ đáng sợ. Bất quá, Trần Huyền Sinh cảm thấy vẫn được, hắn thể chất bản liền đáng sợ, lại thêm thái nhất đạo dẫn công, không có gì không luyện, cầm xuống những ngày yêu huyết hẳn là cơ sẽ rất lón. Trọng yếu nhất chính là, hắn thể chất đặc biệt, hắn có thể ăn, nhục thể của hắn năng lực chịu đựng cũng bá đạo, người khác ăn không vô, thân thể của hắn có thể tiêu hóa. Phù văn xác thực huyền bí, nhưng ta tại tội đường núi cảm giác lúc, đã thấy một tia bản chất, bây giờ kết hợp truyền thừa, xuất nhập nơi đây không phải vấn đề quá lớn. Đạo cảm giác, nhưng thật ra là một loại cảnh giới rất cao, dưới tình huống bình thường, cần trước linh cảm, như Trần Huyền sinh linh giác, chính là linh cảm, tùy theo thần cảm giác, đây là tinh thần đạt tới mức nhất định, thần hồn ngưng thực mới sẽ sinh ra cảm giác đáng sợ. Về phần đạo cảm giác, cần minh đạo về sau, đạo cảm giác thiên địa, cũng chính là rất nhiều người nói từ nơi sâu xa, loáng thoáng, cùng loại với một loại trực giác, nhưng lại sao trực giác đáng sợ nhiều thậm chí đạo cảm giác vận dụng đến mức nhất định đều có thể thăm dò thiên cơ rất nhiều người đều không có thậm chí tìm không thấy phương pháp đi luyện ra cái này có quan hệ thiên phú thể chất các loại thậm chí là bẩm sinh mà trần huyền sinh dựa vào đau lâu nói thẳng cảm giác mặc dù còn yếu ớt nhưng đúng là đụng chạm đến đạo cảm giác tự nhiên có thể dễ dàng nhìn thấy bản chất lại thêm vọng khí thuật cùng trong óc phù đạo truyền thừa tìm được sơ hở không phải việc khó. Trần Huyền Sinh khóe miệng kéo một cái, sau đó bỗng nhiên một bước, bước vào hồ nước. Đừng, nhưng mà, liền là một bước này, lập tức làm cho sau lưng vô số người sợ choáng váng mắt, sát một cái kia run rẩy. Một tỉnh thần, viên lăng xương, dược lão, đao gia, liễu sư các loại đám người, cùng nhau kêu to một tiếng, chán oanh một cái toát ra mồ hôi lạnh. Một tỉnh thần cũng bay nhanh sông về phía trước, nhưng hắn sông ra lúc, Trần Huyền Sinh đã bước vào đến hổ nước bên trong. Lập tức, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, lo lắng, thậm chí sợ hãi. Hắn khí tức trên thân ẩm vang nở rộ, đại giơ tay lên, hướng phía cái kia hồ nước bỗng nhiên vồ xuống, nhưng rơi xuống lúc, mặt hồ chấn động, hắn trưởng ấn trực tiếp nổ tung. Trần Huyền Sinh chìm vào đáy hồ, vô tung vô ảnh, đan vương các loại cũng đầu tiên là bị kích thích, thậm chí đối Trần Huyền Sinh sinh ra nồng đậm ghen ghét, thậm chí là kiêng kỵ. Mà lúc này nhìn một cái, lại là, ta ác kích động, thậm chí, không bị khống chế cười bắt đầu. Tiểu tử nà, y, thật tìm đường chết. chương 123, cấm hồ bạo động, Trần Huyền sinh một bước bước vào hồ nước, còn không đợi sau lưng người phản ứng, hắn liền trực tiếp liền chìm xuống dưới, vô tung vô ảnh. Thậm chí, đám người cường đại linh giác đều không thể phát giác, trên mặt hồ cũng không có một tơ một hào gợn sóng. Cái kia nước hồ rõ ràng rất thanh tịnh, nhưng nhìn xuống, liền là không nhìn thấy một chút xíu thân ảnh, như Trần Huyền Sinh hoàn toàn hòa vào hồ này bên trong. Cái này để người ta thần sắc thốt nhiên đại biến, một tinh thần trừng lớn mắt bóng, suốt mồ hôi chán, sau một khắc, hắn ẩm vang kêu to. Đem hồ này cho ta đào mở, nói xong, hắn cấp tốc hướng về phía trước, không để ý thương thế lần nữa bộc phát, khí thức cuồn cuộn, dường như vô số đạo kinh lôi liên tục bảo tạc. Hắn muốn nổ tung cái hồ này, đem triệt để lật tung, cho Trần Huyền Sinh vớt đi ra. Nhưng ở hắn bộc phát trước, đan vương các loại đã cùng nhau hướng về phía trước, đan vương ngưng mắt, sắc mặt nặng nề vô cùng. Ngươi dám, trình công các loại kêu to, đây là học phủ tạo hóa chi địa, ngươi như phá hư, mặc dù lưng tội núi đều không thể chuộc ngươi chi tội. Ta quản sao, một tinh thần ánh mắt băng lãnh, khí tức tiếp tục to lớn, nhưng viên lăng xương cũng gấp nhanh tiến lên, nhanh chóng giữ chặt hắn. Cái kia dược lão, đao ra, liễu sư các loại cũng cùng nhau biến sắc, vọt tới phía trước. Bọn hắn nhìn xem hồ nước, cũng không nhìn thấy một tia thân ảnh, ngay cả dược lão cường đại tỉnh thần, đều không thể phát giác Trần Huyền Sinh khí tức. Biên mất, hoàn toàn biên mất, oanh, một tỉnh thần dương đao, tay trái một nắm, hướng phía cái kia hồ nước bỗng nhiên chém xuống, nhưng hồ nước phía trên phủ văn lóe lên, cái này cực kỳ cường đại một đao, tại chỗ nổ tung. Một tỉnh thần nóng vội vô cùng, đao thứ hai, đao thứ ba liên tục chém xuống, nhưng đều bị ngăn cản, cuối cùng đan vương đám người còn hợp lực xuất thủ ngăn cản một tỉnh thần lui ra phía sau ba bước, lôi thiên tuyệt nói, một tỉnh thần, nơi đây là học phủ tạo hóa, bất luận cái gì người không được phá hư, nếu không, chu sát. Ta mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, thân phận gì, ta chỉ phụ trách học phủ luật pháp, ta chỉ cân nhắc học phủ đại cục. Hắn khí tức càng bá đạo hơn, chắn ngang ở phía trước phương, như một ngọn núi, phong tỏa hiện trường tất cả mọi người, bất luận cái gì người không thể xúc phạm. Tạo hóa mà thôi, so với đầu nhi ta yêu nghiệt kém xa, hắn như trưởng thành bắt đầu, liền là 10 đại tạo hóa đều không thể so. Một tỉnh thần nghiêm túc, Trần Huyền Sinh cho thấy đầy đủ đáng sợ, trưởng thành bắt đầu, liền bất khả hạn lượng, chủ yếu là một tinh thần dò xét qua một lần. Trần Huyền Sinh so chưa mệnh tử đều thần bí, thiên phú của hắn, tiềm lực, theo trưởng thành, còn biết từ từ bạo tăng, tiềm lực của hắn mới vừa vặn nở rộ. Cái này một nở rộ, cũng đã là kỳ thích, tương lai sẽ như thế nào? Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng, mà cái này cấm hồ không đơn giản, dưới đáy dấu kín lấy yêu huyết, dưới tình huống bình thường, đều là ở bên hồ cảm ứng, hấp thu. Tiến vào hồ nước, đây là rất nhiều trưởng lão cũng không dám làm, không nói có thể hay không tiếp nhận dưới đáy yêu huyết trùng kích, liền là cái này cấm phù, một khi tiến vào, liền rất khó trở ra. Trực tiếp phong kín, lôi thiên tuyệt cũng biết, nhưng ngưng trọng nói, thứ nhất, người không phá nổi nơi này, ta cũng không thể. Cái này cấm kỵ là mấy trăm năm trước lão tổ lưu lại, kiếm thái thượng còn từng ra cố qua, viện trưởng đã từng thủ hộ qua, ai có thể mở ra được. Thứ hai, người bây giờ đào mở hồ nước, yêu huyết trùng kích mà ra, đối học phủ sẽ tạo thành tổn thất bao lón. Cái kia trong đó yêu huyết, thế nhưng là trấn áp mấy trăm năm, những năm này còn một mực đều tại bổ sung, kinh khủng bực nào. Một khi bộc phát, đều không thua gì một trận yêu chiều. Cho nên, cái này căn bản khó giải, người xúc động cũng không được, hiện tại, chỉ có thể xem bản thân hắn một tỉnh thần tâm triệt để chìm xuống dưới, nhìn qua hồ nước, lần thứ nhất cảm thấy bất e l. ực ừ, cái gì đều không làm được, nơi này, trấn áp mấy trăm năm yêu huyết, thậm chí, tại cái kia đáy hồ, nghe nói đều có ngưng thật to lớn yêu tỉnh huyết. Trần Huyền sinh khí huyết vô địch, nhưng làm sao có thể luyện hóa ngưng chân cảnh đại yêu yêu huyết. Ngay cả hắn cũng khó khăn, liễu sư các loại đều sắc mặt tất cả đều nghiêm túc, lo lắng vạn phần, một cái không chú ý, không nghĩ tới Trần Huyền sinh trực tiếp bước vào trong hồ kia. Bọn hắn đều là coi là Trần Huyền Sinh biết nơi đây, liền nên minh bạch quy củ, không thể lại lựa chọn tiến vào hồ nước. Nhưng biết lần này tới lần khác, cái này một cái chủ quan, liền không có ngăn cản, ủ thành đại họa. Hiện tại làm sao? Diệp Hồng Ngư mấy người cũng loạn, liền thời gian một cái nháy mắt, lúc trước còn trấn kinh Trần Huyền Sinh đáng sợ tới, chớp mắt, hắn liền nhảy hồ. Nhảy vào hồ nước, liền vô tung vô ảnh, một tia đều không phát hiện được. Mập mạp nhìn xem Tỷ Tỷ nói, "Tỷ Người không phải tới qua à, người nói người đứng ở bên hồ đều suýt nữa bị chân áp, hắn lợi hại, nhưng là nhảy hồ. Diệp Hồng Ngư trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, xác thực, nàng đứng tại hồ nước một bên, còn có trưởng lão thủ hộ lấy, cảm ứng cấm hồ, liền cánh tay bị xăm thanh long văn. Cái này mặc dù lợi hại, nhưng này loại tổn thương, cho tới bây giờ cũng đáng sợ, không phải Trần Huyền Sinh, cánh tay này đều muốn phế bỏ. Nàng không cách nào khống chế, đó là yêu huyết phản phệ, tiến vào hồ nước, Khả năng so với nàng lấy được phản vệ lớn được nhiều Thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp Nàng càng nghĩ càng là tâm phiền ý loạn Trên bờ người đều đã mất đi tất vuông Không biết như thế nào cho phải Rất nhiều người còn âm thầm tiếc rẻ Đáng sợ như vậy yêu nghiệt Mình đem mình đùa chơi chết Cái này chuyển hướng quá nhanh Tiêu văn tình bị tiêu tứ hải trước một bước đặt ở nơi xa Tiêu văn tình cũng lo lắng Nhưng căn bản không có cách Cái kia hồ nước Nàng có thể tạo được cái tác dụng gì So với bọn hắn cái kia đan vương đám người thì cười lạnh bắt đầu, cái ngạc nhiên này tới quá nhanh, tới cũng quá kịp thời. Thậm chí, bọn hắn đều không nghĩ tới, hiện tại, đều không cần xuất thủ, đều không cần đi tính toán, tiểu tử kia mình liền đem mình cho đùa chơi chết. Ông trời mở mắt, tiến vào cái này yêu hồ, có thể còn sống đi ra liền mấy cái như vậy, mà mấy cái kia, đều là toàn bộ Nam Châu đỉnh phong nhất đại năng, thậm chí một chút đại năng đều bởi vậy ra một vài vấn đề, về phần đệ tử. Ta đều chưa nghe nói qua. Trình công khóe miệng giật ra, ta cũng chưa nghe nói qua, ta khắc sâu ấn tượng, ngày xưa thiếu chủ nhà ta còn muốn tìm tòi, nhưng bị tộc trưởng nghiêm khắc cấm chỉ, hồ này, nhà ta tay cầm ngưng huyết mà thành thiếu chủ đi đều cử tử nhất sinh. Lâm Hồng nắm tay, nụ cười trên mặt có chút xấu không được. Lâm đằng tiên, tay cầm ngưng huyết, đó là một loại cực kỳ đáng sợ huyết dịch, cái kia huyết dịch còn có hấp thu, đồng hóa hiệu quả. Thiếu chủ tại mở linh lúc, liền có thể dung hợp pháp cảnh đại yêu máu. Với lại, ngưng huyết bên trong còn có truyền thừa, còn có đáng sợ công pháp, cái kia cường đại công pháp, đủ để hấp thu luyện hóa các loại đáng sợ. Nhưng chính là như thế, hắn có xuống hồ suy nghĩ lúc, vẫn là bị tộc trưởng cho hung hăng mắng một trận, đồng thời hạ lệnh cấm. Có thể đồng hóa yêu huyết, đi đều cơ hội xa vời. Trần Huyền Sinh, hắn thiên tư đáng sợ, nhưng hắn có cái gì? Có cường đại công pháp, có kinh khủng huyết mạch, vẫn là cái gì? Hắn tài nguyên ít đến thương cảm. Nội tình cùng thiếu chủ, cùng Lâm gia hoàn toàn cách biệt một trời cho dù lợi hại hơn nữa cũng triệt để xong đời hoàn tất phung hoa đám người đều nhìn qua hồ nước lo lắng thương hại cười lạnh lúc này một tinh thần hung hăng cắn răng nói ta xuống dưới hắn hướng phía hồ nước sông lên liền muốn nhảy hồ viên lang sương thì lóe lên theo sau giữ chặt hắn đồng thời mắng to người đi nhiều chết một cái mà thôi đan vương thì thở dài một hơi nhìn xem một tỉnh thần nói người đệ tử ở trong đó người bây giờ xuống dưới, có lẽ còn thật. Có thể lại gặp một lần, viên lang sương lạnh lùng nhìn về phía đan vương, một tỉnh thần thì nắm tay nói, ta đi xem một chút, có lẽ, oanh, thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, cái kia hồ nước hạ ẩm vang chân động bắt đầu, tùy theo, lúc đầu bình tĩnh như gương mặt hồ đáng nổi sóng. Cái kia nổi sóng lớn sơ từng đạo, nhưng rất nhanh kết nối liên miên, sau đó hóa thành vòng xoáy, cũng cuốn lên đạo đạo sóng lớn, oanh minh nhức tai. Cấm hồ, bạo động, chương 124, trái thanh long, phải bạch hổ, âm ầm một tinh thần nóng vội vô cùng, thậm chí liều lĩnh muốn đích thân xuống hồ, hắn mặc dù hốn trướng, nhưng rất nhiều phương diện làm rất có điểm mấu chốt. Hắn lúc trước tuyển Trần Huyền Sinh làm đệ tử, cũng là từ Thanh Sơn Thành, một đường theo tới Hoang Cổ Thành, không ngừng quan sát, cái này mới quyết định. Cũng không phải là thấy được Trần Huyền Sinh tiềm lực, liền trực tiếp tiến lên thu đồ đệ. Đến Hoang Cổ Thành, trên đường đi, hắn đều thấy được thật nhiều, thấy rõ ràng Trần Huyền Sinh phẩm tính, phù hợp khẩu vị của mình, lúc này mới quyết định thu đồ đệ. Mà lựa chọn thu đồ đệ, chính là đệ tử của hắn, hắn làm sư phụ liền không hề từ bỏ nói chuyện. Lúc này, hắn hướng về phía trước sông lên, nhưng còn chưa thật sông đi lên, cái kia hồ nước bỗng nhiên liền bạo động lên, vòng xoáy cuồn cuộn, bọt nước dậy sóng. Âm ầm cấm hồ bạo động, với lại theo chấn động, các loại đáng sợ thú ảnh, còn trên mặt hồ hạ lấp lóe rồng cuốn hổ trồm, thanh thế như vạn yêu lao nhanh cái kia hồ nước phía trên bao phủ cấm kỵ phù văn, lúc này đều liên tục phát sáng, dường như gặp trùng kích, cực chưa vững chắc. Một màn đáng sợ này, làm cho một tỉnh thần đám người chấn kinh, trừng lớn mắt bóng, lôi thiên tuyệt đều bỗng nhiên một cái run rẩy thần sắc nghiêm túc. Về phần đan vương đám người, càng thêm ngoài ý muốn, tùy theo cùng nhau đại hy, tiểu tử này triệt để xong đòi, hồ nước bạo động, cái này để hắn cử tử nhất sinh. Gần như thập tử vô sinh, chờ ta, nhưng mà, tại bọn hắn loại này đắc ý, thậm chí đã xác định thậm chí đều cảm thấy cái này đã vạn vô nhất thất dưới hồ nước dưới thiếu niên thanh âm bỗng nhiên truyền đến thanh âm này mang theo mài răng răng nhọn hương vị dường như cực kỳ chật vật phát ra nhưng vô cùng rõ ràng chấn tại mỗi người bên tai trần huyền sinh báo bình an lúc này một tỉnh thần mắt sáng lên viên lăng xương dược lão đao gia liễu sư các loại đám người cùng nhau một cái biên sắc về sau kích động trần huyền sinh còn tại hắn vẫn còn còn tại bọn hắn hung hăng nắm tay. Mà lúc này, dưới hồ, Trần Huyền sinh tiếp nhận áp lực thật lớn, hắn gian nan lối ra, là sợ mộc tinh thần sẽ xúc động, liều lĩnh. Hắn học xong đổi vị suy nghĩ, nếu như là mình, hẳn là sẽ xúc động một lần. Mộc tinh thần tám thành cũng sẽ, nhưng mộc tinh thần thân thể, hiện tại hoàn toàn không được. Âm ầm hồ nước phía dưới, kịch liệt bốc lên, Trần Huyền sinh cảm nhận được đáng sợ, nơi đây trấn áp yêu huyết, đơn giản khó mà tính ra hắn ngâm tại cái này trong hồ nước, liền cảm giác quanh thân áp lực to lớn vô cùng, so với lưng tội núi lúc đều không kém nhiều. Cũng may, hắn công pháp đầy đủ đáng sợ, thể chất cũng đầy đủ bá đạo, nhất chuyển thái nhất đạo dẫn công, liền điên cuồng hấp thu bắt đầu. Yêu huyết tinh hoa, như bị dẫn dắt, đạo đạo mà đến, tẩy luyện hắn gân cốt, lớn mạnh hắn khí huyết. Hắn đã thuế phàm hóa linh, nhưng cũng không triệt để vững chắc, một trăm ngàn cực cảnh cũng ở vào biên giới, lúc này cái này yêu huyết sông lên, chính là rèn sắt khi còn nóng, khiến cho nhục thân lập tức vững chắc. Linh thể, chân chính linh thể, với lại những này yêu huyết, hắn ngưng kết về sau, phát hiện khí huyết ngưng cánh cũng dễ dàng nhiều, thậm chí lúc này lần nữa ngưng cánh, liền có khả năng như là chân thực. Đây cũng là hết sức quan trọng tiến bộ, còn tốt có thái nhất đạo dẫn công, không phải vậy, cái này bá đạo yêu huyết, căn bản là không có cách luyện hóa, lập tức bị ăn mòn, bị tạc nứt. Cho dù là có, ta ở chỗ này cũng không thể lâu dài ở lại liền ngắn ngủi này mười mây hơi thỏ ta liền đã cảm giác được nguy hiểm trần huyền sinh vô cùng cẩn thận hấp thu yêu huyết lúc càng là treo lên hết thảy tỉnh thần những này yêu huyết thậm chí tràn ngập ngưng thật khí tức ngưng thật to lớn yêu chân huyết lúc trước hắn đạt được liễu sư tặng cho một cái lông chim chính là ngưng thật to lón yêu tất cả khẽ hấp thu kém chút bị đoạt xá cảm nhận được loại này đáng sợ hắn đương nhiên sẽ không chủ quan cái này yêu huyết bên trong kỳ thật cũng mang theo từng tia vô ý thức yêu hồn có chút sai lầm rất có thể liền vạn kiếp bất phục ầm ầm hắn không ngừng hấp thu đáy hồ cũng không ngừng bốc lên đáy hồ bốc lên dưới hắn còn chứng kiến giao long hình bóng ở bên trái lấp lóe một đạo bạch hổ hình bóng bên phải bên cạnh lấp lóe cánh tay trái thanh long trần huyền sinh mắt sáng lên tiếp cận màu xanh giao long đây cũng là diệp hồng ngư trên người đặc biệt nàng hấp thu cái này yêu huyết liền bị quấn lên khó trách cái này màu xanh dao long máu xác thực đáng sợ với lại trong máu ẩn chứa tiên thiên phù văn con này yêu long nếu như không có chết có tư cách hóa thành tiểu long trần huyền sinh khóa chặt mà đi chủ yếu dẫn dắt cái kia dao long chi huyết máu này cũng là hồ này bá đạo nhất thứ nhất nhất là những cái kia huyết phù diệp hồng ngư hấp thu liền ở bên trái cánh tay quấn quanh thanh long văn mặc dù hạn chế rất nhiều nhưng nếu là áp chế xuống cũng bá đạo vô cùng cánh tay trái thanh long trần huyền sinh gào thét hấp thu huyết dịch bổ dưỡng toàn thân, tùy theo xoay chuyển ánh mắt, tại cái kia trên cánh tay trái, cũng in dấu xuống một đạo thanh sắc long văn. Máu này là có thể tiến hóa, nó đã tiên thiên ngưng văn, theo ta lớn mạnh, huyết phù này cũng có thể đánh vỡ ngưng thật, hóa thành thần huyết. Trần Huyền Sinh trong lòng nói thầm, sau đó liền lần nữa hấp thu, đem triệt để lạc ân tại trên cánh tay trái. Nhưng cùng Diệp Hồng Ngư khác biệt, Diệp Hồng Ngư không cách nào khống chế, mà hắn thanh long văn, nhất niệm biến mất, nhất niệm xuất hiện, có thể tùy tâm sử dụng khống chế đây là hắn công pháp đầy đủ bá đạo cái này yêu huyết trực tiếp luyện hóa triệt để thành là đồ vật của mình diệp hồng ngư không phải công pháp của nàng không được nàng đạt được cái kia yêu huyết đều không thể trực tiếp hấp thu nếu không phải thiếu nữ kia ý chí lực đầy đủ đều có thể bị cái này yêu huyết cho phản ăn mòn yêu huyết chủ đạo hết thảy cái kia đem vô cùng đáng sợ làm xong đây hết thảy trần huyền sinh nhìn về phía phía bên phải hình bóng cái kia bạch hổ hình bóng cũng bá đạo không kém giao long, cũng tiên thiên ngưng xăm. Hắn lúc này hấp thu, cắn răng, thừa nhận áp lực thật lớn, tại đến cực hạn trước đó, đem hổ huyết dịch hấp thu đại lượng. Một đạo hổ văn, liền ngưng kết tại cánh tay phải bên trên, theo tâm ý mà điều động. Trái thanh long, phải bạch hổ, Trần Huyền sinh hai tay nắm tay, có thể cảm giác được trên cánh tay bá đạo, hắn đã một cánh tay 10 vạn cân, nhưng nếu là điều động cái này hai đạo huyết văn, một cánh tay thậm chí có thể đạt tới 110 ngàn, thậm chí 120 ngàn thậm chí cao hơn. Lên, làm xong đây hết thảy, Trần Huyền Sinh cảm thấy mình hấp thu cũng kém không nhiều, lại cốt nhục bắt đầu răng rắc rung động, sinh ra kịch liệt đau nhức. Cực hạn đến, hắn khí tức mở ra, lôi cuốn lấy nước hồ, cái kia nước hồ bị ngưng kết cùng một chỗ, chân tay hắn đạp mạnh, thân thể liền gào thét mà lên, thẳng đến mặt hồ. Cái kia mặt hồ bao phủ cấm phù, cái này cấm phù tiến vào đơn giản, ra ngoài rất khó, nhưng Trần Huyền Sinh tiến vào trước, đã đã tìm được sơ hở kỳ thật cũng không thể nói là sơ hở mà là phù văn này vốn là có lối ra chỉ là rất khó tìm được người bình thường nhìn không thấu liền tìm không được sinh môn liền cảm giác không có cơ hội mà hắn đạo cảm giác thấy được bản chất kết hợp truyền thừa tăng thêm vọng khí liền tìm được tai hại nơi đó yếu kém vẫn là sinh môn yếu kém sinh môn liền đủ để đánh vỡ oanh xông lên mà đi hắn tay trái nắm tay oanh một cái hiện học hiện dùng lập tức giống như một đạo khí huyết chỉ long, bỗng nhiên va chạm giống yếu kém khu, tùy theo, cái kia nắm tay phải đồng thời một nắm, một đạo bạch hổ hình bóng, nương theo lấy gào thét mà ra. Tay trái đằng long, tay phải lăn hổ, long hổ song sát, ẩm ẩm, chương 125, ngập trời đại kỳ tích, ngoại giới, đám người đều chấn kinh, cái kia mặt hồ tiếp tục bạo động, các loại đáng sợ thú ảnh lấp lẽ, dường như muốn xông ra phong ấn mà ra. Loại kia thanh thế, như là đáy hồ vạn yêu đều đang chấn động, cùng nhau xông ra, như là yêu chiều trùng trùng điệp điệp giết ra cấm hồ. Một màn này nhìn người run như cầy sấy, lôi thiên tuyệt đều ngưng mắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi có vấn đề, hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Mà cái kia đan vương đám người, càng là hung hăng nắm tay, nhất là nghe được Trần Huyền sinh thanh âm, bọn hắn lần nữa không bình tĩnh. Sẽ không, không nên, cũng tuyệt đối không khả năng, hắn lại đáng sợ, cũng không nên ở trong đó còn sống. Đan vương chấn động trong lòng, hung hăng mài răng. Trình công nói, hẳn là sẽ không, nơi đó yêu huyết đáng sợ đến bực nào, những năm này đều đã chết bao nhiêu người. Với lại, đây chính là cấm hồ A, cho dù là hắn tạm thời còn sống, cũng tuyệt đối ra không được. Đúng, hắn ra không được, vẫn là hẳn phải chết, chỉ là tạm thời kéo dài hơi tàn mà thôi. Hồ này bạo động đáng sợ như thế, dưới đáy yêu huyết đều sôi trào, hắn không chết đều không thực tế. Cát thanh, lâm hồng đám người cùng nhau nắm tay, thân sắc vô cùng kiên định, cái này nếu là còn có thể sống được đi ra, thật sự là ngập trời đại kỳ tích. Mở cho ta, mà liền là bọn hắn vừa rước tiếng dưới, ba chưa to, như là kinh lôi ầm vang nổ tung, tùy theo cái kia mặt hồ một chỗ, chấn động kịch liệt. Chấn động nổ tung oanh minh làm người ta trong lòng run lên dưới, cùng nhau nhìn lại, tùy theo cùng nhau mắt trọn tròn, sau một khắc, cùng nhau run rẩy nương theo lấy hít một hơi lãnh khí. Oanh, mặt hồ cái kia một chỗ nổ tung, tùy theo, một đạo thân thể tại toàn trường khó có thể tin dưới, sông lên mà ra, như là giao long xuất hải. Oanh, Trần Huyền Sinh nhảy lên ra đáy hồ, bàn chân trên mặt hồ đạp mạnh, thân thể lần nữa lên cao, hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt mọi người. Bang làm, trong một chớp mắt, vô số người co quắp ngã xuống đất, cái kia Đan Vương, Trình Công, Cát Thanh, Lâm Hồng các loại đám người, lúc này cùng nhau mộng bức. Như chỗ trong mộng, Oanh, Trần Huyền Sinh dâng lên, tại hư không trượt đi, liền thẳng tắp rơi vào bên bờ, thiếu niên khí huyết, tu vi cùng nhau dương ra nhiệt khí cuồn cuộn, quần áo, sợi tóc đều nhanh nhanh khô mát xuống tới. Bạch y tóc dài, dung nhan tuấn lãng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thiếu niên Trần Huyền Sinh, hắn, không việc gì, với lại, khí tức lớn mạnh, lôi thiên tuyệt tại thời khắc này đều ngớ ngẩn, thậm chí so với Trần Huyền Sinh đang đỉnh tội núi, triệu hoán đạo ảnh đều muốn tới kích thích. Ha ha ha, một tinh thần thì cười ha ha, tùy theo dược lão, đao gia, liễu sư, ngụy pháp vương, hai đại tộc trưởng, Diệp Hồng Ngư các loại đám người, cùng nhau cười bắt đầu. Kỳ tích, ngập trời đại kỳ tích, hắn hoàn toàn như trước đây, tiêu vãn tình ở phía xa nhìn xem, trong mắt lần nữa lộ ra sùng bái, cùng nàng thuộc thiếu thời đối Trần Huyền sinh lộ ra sùng bái không khác nhau chút nào. Cái kia dưới đáy lòng, đã phí hết tất cả đè xuống, thậm chí lừa mình dối người đi dứt bỏ thiếu niên thân ảnh, lần nữa nâng lên. Đi thôi, lâm thiếu nơi đó đột phá, chúng ta đi xem một chút. Tiêu tứ hải cũng kinh hãi, nhưng nhìn xem nữ nhị ánh mắt, càng phát giác được nguy cơ, hắn kéo một phát tiêu văn tình, nhanh chóng rời đi nơi này. Tiêu vãn tình hướng phía nơi đó nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo tiếu dung, mang theo hướng tới, Trần Huyền Sinh cũng vào lúc này đối mặt quá khứ. Lập tức, tiêu văn tình mắt sáng lên, trở nên phức tạp xuống tới, sau đó lãnh đạm, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đi theo phụ thân rời đi. Trần Huyền Sinh cũng thu hồi ánh mắt, lúc này, một tỉnh thần mấy người cũng xông tới, trên dưới. Kiểm tra, bảo đảm bình yên vô sự, đám người đủ tề trường xả giận. Hù chết, nhảy hồ chơi vui sao, một tình thần sắc mặt nghiêm túc lại, nghiêm túc đến Trần Huyền Sinh đều cảm giác được một cỗ cường đại uy áp. Lão sư vẫn là lão sư, cho dù là thân thể không thái hành, uy áp vẫn như cũ đáng sợ, vạn ắt không là Trần Huyền Sinh có thể đối kháng. Tay trái đao, kế đao ra về sau, danh sương học phủ đao vương tồn tại, rất lợi hại. Vẫn được, liền là nước hồ có chút lạnh, Trần Huyền Sinh nhìn xem một tỉnh thần, trong lòng ấm áp, đây là bị quan tâm cảm giác. Một tinh thần giơ tay lên, suy nghĩ một chút, lại buông xuống xuống dưới, tùy theo lần nữa cười bắt đầu. Ha ha ha, tốt, tốt, hắn thật sự là át không chế trụ nổi kích động trong lòng, hưng phấn, Trần Huyền sinh quá ra sức, thật là cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Sau ngày hôm nay, cái này học phủ, cái này nam đều, còn có mấy người không biết Trần Huyền sinh. Đạp phá bao nhiêu cái ghi chép, sáng lập nhiều thiếu kỳ tích loại người này ngày xưa bị học phủ đuổi đi, đây chính là cho học phủ một cái to lớn cái tát, để những cái kia có mắt không tròng ra hỏa, để những cái kia lấy quyền mưu tư ra hỏa, xấu hổ vô cùng. Đi, đồ đệ này ngày sau có thể kéo ra ngoài trang bức. Một tinh thần cười thoải mái, ngày sau ai vừa nhắc tới Trần Huyền Sinh, hắn trực tiếp tùy ý đến một câu. Ta lão đồ đệ, lần có mặt a, à, hừ, so với hắn nơi này, đàn vương hôm nay dâng lên phẫn nộ, bị sỉ nhục, cùng mang tới chấn kinh, so những năm này chung vào một chỗ đều nhiều. Hắn hung hăng nắm tay, nhìn hầm hầm Trần Huyền Sinh. Muội muội của ngươi cần băng âm trúc, người đời này đều tính dưỡng lấy đến trong tay, chờ chết ha. À. Trần Huyền Sinh sắc mặt như thường, nhìn sang cười một tiếng. Ngươi cho ta ngốc a, à, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ sớm an bài. Ba, bàn tay hắn đánh, lập tức cái kia chữ vật giới chỉ bên trong, tạo nên một đạo êm tai thanh âm, làm cho đan vương các loại chấn động trong lòng. Thanh âm này, người cầm tới băng âm trúc một tỉnh thần các loại cũng chấn động lập tức nhìn xem trần huyền sinh chữ vật giới chỉ sau một khắc một đạo quang hoa lấp lóe một đoạn như ngọc thạch chế tạo cây trúc chậm rãi ra tùy theo cái kia ngọc thạch vỡ ra vỡ ra bên trong càng thêm trong suốt ngọc trúc bại lộ mà ra vật này bị phong ấn ngọc bao lấy trúc nếu không có trần huyền sinh có truyền thừa hiểu vọng khí thật khó mà phát giác giờ khắc này một tỉnh thần các loại lập tức nhìn lại đan vương cũng nhìn lại cẩn thận liếc nhìn tùy theo ánh mắt lần nữa tròn vo, lần nữa chấn kinh. Không phải băng âm trúc, thần âm trúc, đây là thần âm trúc, đây là nửa bước bảo dược. Trình công kêu to bắt đầu, ánh mắt trừng lớn, mang theo tơ máu, càng mang theo nồng đậm kích thích. Vật này quá hiếm có, so với băng âm trúc còn đáng sợ hơn hơn rất nhiều. Đan vương mắt trợn tròn, sau một khắc, răng kém chút cắn nát. Hào tiểu tử, một tinh thần triệt để yên tâm, vật này so với cái kia băng âm trúc hiệu quả càng lớn chủ yếu là để đan vương cảm thấy mình an bài chuẩn bị ở sau, trở thành nói xuông, thậm chí là đều lộ ra dư thừa, hắn nhất định vô cùng căm thức, cũng dễ dàng tức hộp máu. Có thần âm trúc, đồ đần mới chịu băng âm trúc. Bất quá, còn thiếu một loại chủ dược, một tinh thần nhìn về phía liễu sư, nhìn thấy liễu sư băng lãnh đối mặt mà đến, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà, cái kia suy nghĩ còn chưa rơi xuống, Trần Huyền sinh lần nữa đánh, kim quang lấp lẽ, một viên kim liên tử lấp lóe mà ra một tinh thần há to miệng, hắn thật chấn kinh, liễu sư cho, hắn nhìn ra liễu sư đám người đối Trần Huyền Sinh thái độ không sai, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lại dù không sai đến trình độ này. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, tiếp đó, Trần Huyền Sinh còn lấy ra tím tâm liên ngó sen, linh ngư máu, đều là đêm hôm đó từ dược lão hồ ở bên trong lấy được. Kích thích một tinh thần về sau, hiện trường những người kia còn cùng nhau đi về phía trước. Trần Tiểu Hữu còn cần gì, ngươi cứ việc nói, lão phu vì ngươi đi tìm. Ngụy Pháp Vương lập tức nói, tiếu đê, ung thậm chí khiêm tốn, chúng ta cũng có thể tận một phần lực, tiểu hữu mời nói. Lưu gia, triệu gia chỉ chủ, cũng mở miệng cười, rất khiêm tốn khách khí. Một tỉnh thần lần này là thật choáng váng, thậm chí hắn nhìn thấy đao gia đều lên trước, cho Trần Huyền sinh hứa hẹn, một chút kiêu ngạo không có. Phải biết, những người này đối đãi hắn, đều một điểm không khách khí, thậm chí là rất nổi nóng, đối ta cái này lão đồ đệ tại sao có thể như vậy? Chư vị, các ngươi ăn nhiều, hắn thực sự không thể nào hiểu được. Liễu sư mắt lạnh lẽo, im miệng, sược lão mài răng, đi một bên, lưu ra, triệu gia chi chủ sắc mặt hờ hứng, đao ra nói. Nếu không phải xem ở Trần Tiểu Hữu trên mặt mũi, ngươi bây giờ bộ này đức hạnh, ta đều có thể đánh nổ ngươi. Bạn nghe chuyện nhanh hãy truy cập ngay trang web nữ hoàng truyện com để nghe chuyện MP3 nhanh và mới nhất. Chương 126 Sát sinh lưới đao, một tinh thần mộng bước tại chỗ, xem ở đồ đệ của ta trên mặt mũi, bất động ta. Không phải, dưới tình huống bình thường, không phải xem ở sư phụ trên mặt mũi, bất động đồ đệ sao? Các người đây là làm cái gì? Cũng không biết, người có bản lãnh gì đến giáo Trần Tiểu Hữu, lão phu đều đúng Trần Tiểu Hữu tạo nghệ nhìn mà than thở. Đao ra mới đầu là thưởng thức, tùy theo là coi trọng, cuối cùng đối đãi Trần Huyền Sinh như là bạn vong niên, hy vọng hắn quật khởi, cũng khâm phục hắn kiến giải từ trên người hắn học được. Hôm nay nhìn thấy hắn chi đáng sợ, đạp tội núi, phá cấm hồ, càng là nhận định thiếu niên này, tương lai nhất định như mặt trời, chiếu rọi thiên hạ. Thiếu niên này chi thành tựu, cho dù là hiện tại, một tinh thần cũng không nhất định có thể mạnh hơn thiếu. Hư, nào chỉ là không có giáo, người học một ít trần tiểu hữu đi, từ trên người hắn học cái vụn vặt, đều đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Liễu sư, lâu phù diêu đều là mở miệng, trần huyền sinh châm cứu, kiến giải, một số phương diện lệnh liễu sư đều cảm thấy không bằng. Một tinh thần, hắn nhìn xem viên lăng xương, cái sau cũng sửng sốt rất lâu, tùy theo mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem viên tử y, viên tử y cười một tiếng. Hắn lợi hại a à, một tinh thần cùng viên lăng xương toàn bộ nhìn về phía Trần Huyền Sinh, theo dõi hắn thật lâu im lặng, lợi hại. Hắn có thể lợi hại đến mức nào? Cái này nhưng đều là nam đều có mặt mũi đại nhân vật, đều đúng Trần Huyền Sinh khách khí như thế. Thậm chí, trong lời nói đều mang nịnh nọt hương vị. Khó có thể tin, một tỉnh thần bước nhỏ tiến lên, truyền âm nói, tiểu tử thúi, ngươi cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Trần Huyền Sinh buông buông tay cười một tiếng, bản sự, một tỉnh thần ánh mắt nháy mắt, cho ta điểm, ta cũng cho bọn hắn rót. Trần Huyền Sinh, không phải, tiếp tục như vậy, đến cùng ngươi là lão sư, hay ta là lão sư. Một tỉnh thần có chút buồn bực, cái này hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng. Trần Huyền Sinh suy nghĩ một chút, cười nói, kỳ thật, ta đều được, một tỉnh thần trừng mắt mắt dọc, tay cầm lập tức giơ lên. Trần Huyền Sinh cười một tiếng lui ra phía sau, sau đó thu hồi nhìn hướng lão sư ánh mắt, quay người liền rời đi nơi này, nghĩ ra được đã được đến, muốn làm được đã hoàn thành. Thạch đầu cùng muội muội đều đang đợi mình, không có thời gian lãng phí. Hắn quay người, một tinh thần theo sau tiếp tục yêu cầu thuốc mê, cái đồ chơi này quá dễ sử dụng, hắn thật là khát vọng vô cùng. Nếu là hắn cũng nhận được, cái kia dược lão đầu, đao ra, liễu sư cái gì, còn có thể cùng mình lỗ máng. Lúc này, đan vương lần nữa trông lại, nhìn chằm chằm một tinh thần lạnh lùng nói. Một tinh thần, nói cho người cái tin tức, bốn phủ thi đấu muốn bắt đầu. Một tinh thần dừng một chút, đan vương tiếp tục nói. Sơn núi biển những người kia, cũng tới. Một tinh thần mắt sáng lên, đan vương cười lạnh nồng đậm bắt đầu, hắn là vì số không nhiều biết một tinh thần một chút tương quan người thứ nhất. Một tinh thần khóe miệng kéo một cái tùy ý, ta chờ bọn hắn. Nói xong, hắn đuổi theo Trần Huyền Sinh, đám người trực tiếp thẳng rời đi học phủ, học phủ bên ngoài, vô số ngư. Ơi tụ tập, chuyện hôm nay còn nhấc lên cự sóng gió lớn. Làm mọi người thấy Trần Huyền Sinh bị người hộ vệ lấy đi ra lúc, cùng nhau một cái run rẩy trong mắt mang theo nồng đậm khó có thể tin. Rất nhiều người đã được đến tin tức, Trần Huyền Sinh giết tam thiếu thứ nhất Ninh Vinh, chém đan vương đệ tử Trịnh Vương, còn đạp tội núi. Tin tức mới nhất còn chưa truyền đến, nhưng mọi người đã suy đoán gia hỏa này tám thành thậm chí chín thành đều phải chết tại học phủ đan vương đều khó có khả năng buông tha hắn nhưng mà lúc này trần huyền sinh bình yên vô sự đi ra thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt một điểm cái gọi là tổn thương đều không có đây là một cái bạo tạc tính chất kỳ tích càng đang khiếp sợ dưới cái kia bên trong học phủ một đeo kiếm nam tử cấp tốc mà đến tùy theo đi đến trần huyền sinh trước người lôi trưởng lão tặng cho hắn ném xuống một miếng lệnh bài liền nhanh chóng rời đi nơi này, cái kia trên lệnh bài, hội họa lấy một ngọn núi, dưới núi là sông, trên mặt sông một tàu thuyền phiêu đáng. Sơn hà lệnh, có người tại chỗ kêu to, kích thích trọn mắt hốc mồm, thậm chí thân thể run rẩy dưới, liên tục rút lui. Đây là Nam Kha học phủ, Sơn Hà lệnh, tại bên trong học phủ đặc quyền cực lớn, cho đến trước mắt, trong hàng đệ tử chỉ có một cái lâm đằng tiên có. Ngay cả Diệp Hồng Ngư đều không có, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, còn chiếm được Sơn Hà lệnh, hơn nữa còn là hình phạt điện chủ lôi thiên tuyệt, cái kia danh xưng lôi diêm vương ra hỏa thân tặng. Thiếu niên này, đến cùng làm cái gì? Ông trời ơi, một tinh thần cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Trần Huyền Sinh nhỏ giọng nói. Lão lôi tất nhiên là nhận lấy cao tầng chỉ thị, mà tại học phủ có thể cho lôi thiên tuyệt chỉ thị, chỉ có viện trưởng cái kia danh xưng nam vương nam nhân đều chú ý tới ngươi. Trần Huyền Sinh nói, vậy ta phải cẩn thận, bị cái này chút đại nhân vật chú mục, hoặc là một bước lên trời, hoặc là vô gian địa ngục một tinh thần nói giống như ta nghĩ nhưng người bây giờ đã là học phủ đệ tử còn được đến núi này sông lệch học phủ quan hệ tài nguyên ngược lại là có thể lợi dụng bắt đầu bọn hắn vừa đi một bên trò chuyện rất mau tới đến ngụy gia bên ngoài dược lão đao gia liễu sư chờ cùng trần huyền sinh nói vài câu liền nên rời đi trước bọn hắn muốn đi là trần huyền sinh chuẩn bị dược vật trước khi đi dược lão nhìn xem trần huyền sinh cười một tiếng nói có cơ hội tìm ta tâm sự. Trần Huyền Sinh nhìn xem lão nhân, cái kia trong mắt còn có chút xấu hổ, đau ra, liễu sư các loại vì hắn ra mặt, trong lòng của hắn rõ ràng, cũng chịu nổi. Dược lão sao, hắn lúc trước cùng viên tử y, trộm dược lão thuốc, cùng linh ngư, còn chạy. Nhất định, tùy theo, hắn đối lão nhân ôm quyền, một đoàn người rời đi, bọn hắn thì đi theo ngụy pháp phương tiên vào ngụy gia. vừa vào cửa, liền nhìn thấy vội vàng đi ra ngoài nghinh tiếp ngụy viêm ngụy lão nhị nhìn thấy một tỉnh thần, sắc mặt vẫn là nặng nề, một tỉnh thần thì bày xong tư thế, gia hỏa này ưa thích viên lăng xương, nhưng bị quăng nhiều lần, mà mình, nhiều lần đánh hắn toi xấu hổ vô cùng. Mỗi lần nhìn thấy, tất chiến, cái này ngụy lão nhị là cái tính bướng binh, đánh không lại cũng không ngừng đánh, liền kìm nén khẩu khí kia. Chỉ là, hắn lần này thất vọng, cái kia ngụy viêm xoay chuyển ánh mắt, tùy theo trở nên khiêm tốn xuống tới, nhìn xem Trần Huyền Sinh, còn tiên lên ôm quyền cúi đầu một tỉnh thần trần huyền sinh thì lập tức tiến đến nâng ngụy nhị thúc chiết sát ta ngụy viêm hổ thẹn nói là ta có mắt không chồng là ta tự cho là đúng ngày đó tại ngụy ra bên ngoài hắn đã hổ thẹn bị phụ thân cảnh cáo lúc đã sinh ra đi nhận lỗi tri tâm hôm nay thiếu niên tại học phủ làm ra càng làm cho hắn đầu dạp xuống đất cái này cúi đầu cam tâm tình nguyện trần huyền sinh cười nói việc nhỏ ta đã cho ngụy trường đạo đơn thuốc ngụy nhị thuốc dựa theo đơn thuốc điều dưỡng tất có thể khỏi hẳn, càng có thể tiến thêm một bước, mấy ngày nữa, ta lại vì ngươi kiểm ti A. A, à, Ngụy Viêm thở sâu, nhìn xem thiếu niên, trịnh trọng nói. Phổ thân nói đúng, độc nhất vô nhị Trần Huyền Sinh. Thiếu niên này, lòng dạ rộng, để được bản thân xấu hổ. Trần Huyền Sinh trấn an được, liền tìm được thạch đầu chỗ, lúc này thạch đầu đã thức tỉnh. Hắn bị Ngụy Trường Đạo An bài thỏa làm, trả lại cho chân quý thuốc chữa thương, cộng thêm bản thân hắn tiên thiên kim cương, sức khôi phục cũng đầy đủ đáng sợ mặc dù còn chưa khôi phục lại đỉnh phong nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm lúc này trong tay hắn nắm đao một chút xíu lau sạch lấy một tinh thần cùng trần huyền sinh đi tại phía trước nhất một tinh thần mắt sáng lên nhìn chằm chằm thạch đầu nhìn chằm chằm đao bỗng nhiên nghiêm túc nói sát sinh lưỡi đao trần huyền sinh ánh mắt nhìn một tinh thần sắc mặt càng thêm nghiêm túc nói không nghĩ tới nơi này vậy mà gặp sát sinh lưỡi đao hắn cùng Trần Huyền sinh truyền âm nói, tiểu tử này là đồ tế hậu đại, đồ tế, hơn nữa còn là tiên thiên kim cương, bây giờ đã mở hoang, thể chất đáng sợ, hắn thành liền sẽ không đơn giản. Một tỉnh thần thật biết rất nhiều, luận kiến thức, cái này nam đều có thể siêu việt hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó cái kia thanh sát sinh lưỡi đao, chém hết nhân gian vô địch thủ. Liên quan tới đồ tế truyền thuyết, tại cái này Nam Châu biết đến rất ít, nhưng đến Trung Châu liền biết, người kia ngày xưa đến cùng là đáng sợ đến bực nào. Thậm chí, trong lúc này nguyên truyền lại, cũng không biết người này toàn bộ, đồ tế, đó là toàn bộ nhân gian đồ tế, hồng vũ đại lục đồ tế, một lần được xưng là sát nhân vương. Thiếu niên này cũng khống chế sát sinh lưỡi đao, với lại người, đao hợp nhất, có đặc biệt liên hệ, vẫn là hiếm thấy tiên thiên kim cương. Hắn kết luận, người này có hy vọng, lại thành đồ tế. Đến Trung Nguyên, người liền biết, một tỉnh thần không nhiều lời, nhưng sắc mặt tương đương nghiêm túc, còn có mừng rỡ. Đại ca, thạch đầu cũng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Huyền Sinh về sau, hắn lập tức cười một tiếng, lo âu trong lòng nhanh chóng tán đi. Hắn còn lo lắng đại ca an nguy, ở chỗ này nghỉ ngơi không nỡ, lấy ra đao, lau đao, đều không thể để cho mình triệt để tĩnh tâm. Trước kia, hắn gặp được phiền lòng sự tình, liền xoa đao, bay sượt đao hắn ngay lập tức bình tĩnh trở lại, nhưng lần này lại không được. Đại ca trong lòng hắn địa vị quá nặng, tiểu tử ngốc, đừng nhúc nhích, ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Trần Huyền Sinh tiến lên đè lại thạch đầu, bàn giao hắn ở chỗ này nghỉ ngơi trước. Sau đó, hắn nhìn xem Ngụy Pháp Vương, Pháp Vương cười một tiếng, nói. Yên tâm, Trần Huyền Sinh cảm kích, lần nữa là thạch đầu kiểm tra một phen, mấy người lần nữa rời đi, liền thẳng đến Lê Viên, sau đó đi vào ngoài cửa sắt lớn. Kim Liên Tử, thần âm trúc đều tại, còn có tím tâm liên ngó sen, linh ngư máu, đợi đến những người kia đem thuốc đưa tới, liền có thể lấy tay thức tỉnh. Một tinh thần cho Trần Huyền sinh một cái an tâm ánh mắt. Viên Lăng Sương nói, ta đã không kịp chờ đợi, nàng rất ngạc nhiên, thậm chí rất khiếp sợ, thiếu nữ kia linh chủng đến cùng cái gì cấp bậc. Mấy ngày trước đây, nàng và một tinh thần hợp lực, đều suýt nữa không nắm được. Cái này linh chủng cấp bậc, cực kỳ đáng sợ. chương 127, tùy tâm, Trần Huyền sinh mặc dù nóng vội, nhưng cũng biết, việc này không thể qua loa, hắn an tâm chờ đợi liễu sư đám người đưa đến chờ đợi trong lúc đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem một ngày này thu hoạch, trong đầu lần nữa qua một lần, lĩnh ngộ được đồ vật lần nữa quen thuộc. Tùy theo, hắn còn đứng dậy, lấy ra đao, liền bắt đầu diễn luyện bắt đầu, đao lóng lánh, mỗi một lần suốt đao tốc độ đều đáng sợ. Không sai, bạt đao thuật đã có rất đại thành hiệu, mới mấy ngày, liền có hiệu quả như thế, người so năm đó ta lợi hại. Một tinh thần tại cách đó không xa nhìn xem, trong mắt lộ ra ý cười, Trần Huyền sinh sắc thực lợi hại, thiên phú, ngộ tính đều hiếm thấy. Cái này bạt đao thuật, hắn còn cảm thấy Trần Huyền Sinh sẽ không coi trọng, dù sao, cái này bạt đao thuật mới nhìn đi, cấp bậc cực th. ấp, căn bản không cái gì tác dụng quá lớn, thậm chí hắn còn dự định trở về tự mình gõ một cái. Không nghĩ tới, hắn thật tình như thế, với lại mấy ngày liền luyện đến trình độ này. Khó được đến cực điểm, tiếp tục, một tinh thần nhìn xem, Trần Huyền Sinh thì vũ động đao, đao quang càng phát lóa mắt, đao pháp một chút xíu biểu diễn ra. Một tinh thần ánh mắt càng phát ra vui mừng, còn ở bên cạnh chỉ điểm Trần Huyền Sinh, Trần Huyền Sinh đau hắn thấy được sơ hở, liền trợ hắn sửa lại, nhìn thấy sơ hở, liền nhắc nhở hắn đi chú ý. Nhưng tổng thể tới nói, có thể đạt tới cấp độ này, siêu cấp không đơn giản. Người đã trải qua tìm tới chính mình đường đao, có đặc biệt phong cách, còn học được dung hợp đao pháp, bản đao thuật kết đao pháp của ngươi liền uy lực bạo tăng, đã nhập môn. Không, một tỉnh thần lời bình, nhưng theo xem tiếp đi, một tỉnh thần vẫn là bị hung hăng kích thích, tùy theo còn trọn tròn mắt bóng, cái kia viên lăng xương cũng đến nơi này, xem xét cũng chấn kinh bắt đầu. Thậm chí cũng là bất khả tư nghị, thậm chí nhận to lớn kích thích, nàng nhìn kỹ Trần Huyền Sinh, thật không cách nào tưởng tượng, lớn như vậy một thiếu niên, vì sao có thể đáng sợ đến nước này. Tùy tâm, một tỉnh thần ngưng trọng vô cùng phun ra hai chữ, sau đó nhìn xem viên lăng xương nói. Người bao lâu có thể tùy tâm? Viên Lam Sương theo dõi hắn lắc đầu. Ngươi là ta kiếp, một tỉnh thần không để ý cái này gốc dạ, nói. Ta là tại 21 tuổi, vào thông huyền đỉnh phong, gần pháp cảnh mới miễn cưỡng tùy tâm, tiểu tử này mới mở linh, mới 16 tuổi, nắm giữ ý, với lại bước vào nhị phẩm, còn có thể tùy tâm. Tâm ngự đao, là bước đầu tiên, bây giờ hắn đã có thể tùy tâm sở dục, đao trong tay hắn, liền tùy tâm mà động, nắm giữ hết thảy, khí huyết, ý cảnh, tu vi, thậm chí tinh thần, đều tùy ý điều động, đi theo đao quang múa tâm đến lực đến khó trách có thể kết hợp đao pháp khó trách đao kia kết hợp sơ hở rất ít uy lực bạo tăng pháp cảnh vì tâm đây là hỏi cái gọi là hỏi kỳ thật liền là tìm ra chân ngã liền là tùy tâm sử dụng đương nhiên nơi này còn rất nông cạn chỉ là bọn hắn lý giải loại này hỏi càng nói chính xác liền là vấn tâm chân chính những cái kia đại năng mà hỏi là rất cao thâm cảnh giới thậm chí cái này nam châu đều không người làm đến thậm chí nhận biết đều lập lờ nước đôi cảnh giới. Chân chính hỏi, hỏi tự nhiên, hiện tại thì là hỏi mình, vấn tâm, hô, đao pháp nước chảy mây trôi diễn luyện xong, Trần Huyền Sinh còn thi triển ra 10 bước một giết, u đao, các loại kỹ xảo, phát hiện thật khống chế càng bá đạo hơn. Nhất là u đao, hiện tại đã thức thứ nhất che mắt dễ như trở bàn tay, tiếp xuống chính là bước thứ hai, mất hồn. Che mắt, ánh mắt không có thể bắt, chính là một trong nháy mắt, người một cái chóp mắt, còn chưa thấy rõ ràng cái gì đao quang liền đã đến mà đoạn hồn đó là ngay cả tinh thần đều không thể bắt đao ra vô ngân một đao thuấn sát với lại trần huyền sinh còn từ cái kia tây long học phủ nguyên bá trong tay học trộm học nghệ một chút thuấn sát chỉ pháp đối với hắn trợ giúp rất lón rất tốt một tỉnh thần đi tới nói có thể tùy tâm liền có thể khống chế trong tay chỉ đao liền có thể như ý xuất đao tùy tiện cái gì cơ sở đao pháp đến trong tay ngươi đều có thể rất nhanh lĩnh hội thuần thục. Ta nói tới cơ sở đao pháp là địa giai phía dưới. Một tỉnh thần thật rất có lực lượng, cơ sở đao pháp liền là địa giai phía dưới, phải biết, học phủ đệ tử đạt được huyền giai công pháp, thần thông đều vô cùng hưng phấn, kích động, xem như bảo bối. Tại hắn nơi này chính là cơ sở, tiếp tục đi tới đích, bước kế tiếp chính là minh đạo, nào sẽ để ngươi lần nữa thăng hoa. Một tỉnh thần giáo dục Trần Huyền Sinh, thiếu niên gật đầu, nhìn xem một tinh thần nói lão sư cái kia chảm ba đao lão sư tại học phủ chảm ba đao thật sự là ảo diệu trần huyền sinh nhìn kỹ đều ký ức mơ hồ đều khó mà thấy rõ căn bản đao kia pháp kết hợp quá nhiều ảo diệu lực lượng tốc độ kỹ xảo đều xuất thần nhập hóa lực sát thương thật sự là bá đạo một tinh thần cười một tiếng đao pháp này sớm muộn là của ngươi nhưng bây giờ không thích hợp ngươi mặc dù cảnh giới cao đều có thể ai tâm nhưng tu vi còn thấp cho ngươi đao pháp này cũng không phát huy ra nhiều thiếu uy lực từ từ sẽ đến. Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm, rất nhanh mấy vị tôi tớ ăn mặc nam nữ, tiến nhập lê viên. Viên tử y đi ninh đón, dẫn bọn hắn đi ở đây, liễu sư, ngụy pháp vương, lâu phù diêu, liễu sư, còn có triệu gia, lưu gia, đều đưa tới phẩm cấp không thấp linh dược. Đều là trần huyền sinh cần, lại phẩm cấp rất cao. Một tinh thần nhìn thoáng qua viên lăng xương, cười nói. Đi thôi, cũng là thời điểm là nha đầu kia bước đầu tiên đã thức tỉnh hai người hướng phía bên trong cửa sắt đi đến, Trần Huyền Sinh lập tức đuổi theo, hắn rất lâu không thấy được muội muội, muốn cùng vào xem. Với lại, hắn hiện tại y đạo, đan đạo đều có chút thành tựu, trong truyền thừa lấy được cũng nhiều, kiến thức cũng lợi hại, ngay cả Liễu sư đều thán phục, có lẽ có thể giúp chút bận bịu. Ngươi không được, Viên Lăng Sương nhìn xem Trần Huyền Sinh, lạnh mặt nói. Ngươi quá tham ăn, ta thật không đói bụng. Trần Huyền Sinh vỗ bộ ngực cam đoan, còn lấy ra linh thạch, nhanh chóng hấp thu với lại trọn vẹn hấp thu một vạn khối hai mươi khối ba mươi khối sau đó còn lấy ra một chút linh dược toàn bộ ăn hết loại kia tốc độ để mộc tỉnh thần viên lăng xương cùng viên tử y lần nữa trợn mắt hốc mồm không sai biệt lắm trần huyền sinh cảm thấy mình đối thái nhất đạo dẫn công khống chế cũng càng phát ra như cá gặp nước tốc độ luyện hóa rất đáng sợ nhưng hắn thuế phàm hóa linh còn tại cấm đáy hồ hấp thu nhiều như vậy yêu huyết mở nhục thân hiện tại hắn lượng com ăn so với ngày xưa càng đáng sợ mây lần. Ăn điểm ấy, nói thực ra, hạt cát trong sa mạc, viên lăng xương không nói gì, đi theo một tính thần đi vào, Trần Huyền Sinh cũng nhanh chóng đi theo tiến vào, cái kia bên trong cửa sắt nhiệt độ cực cao. Bốn phía hỏa thuộc tính tinh hoa nồng đậm vô cùng, tựa hồ vươn tay một chảo, liền có thể bắt lấy một thanh. Viên lăng xương nhìn chằm chằm Trần Huyền Sinh, cấm chỉ hắn mở miệng, sau đó mấy người lần nữa xâm nhập, liền nhìn thấy một phương ao. Cái này ao không lớn, dài 5 mét rộng, tại cái kia trong hồ thì là trong suốt màu đỏ chất lỏng, nhưng chỉ có nhỏ cao nửa thước. Trong hồ thì ngồi một thiếu nữ, lúc này thiếu nữ này nhắm mắt lại, trên thân hàn khí cuồn cuộn, tại thiếu nữ bốn phía, những cái kia màu đỏ chất lỏng còn mơ hồ có chút đóng băng. Cái này khiến một tinh thần, viên lăng xương cùng nhau giật mình. Phải biết, đây chính là lửa ao, nhiệt độ cực cao, người bình thường ngâm ở trong đó, đều sẽ cảm giác đặt mình vào lò lửa lớn, thậm chí trong biển lửa nếu là tu vi không đầy đủ thậm chí tại lửa này trong ao cũng dễ dàng bị bỏng cháy hỏng mà lúc này thất nguyệt quanh thân hỏa khí đều khó mà tới gần nhiệt độ đều tan không ra trên người nàng hàn khí còn suýt nữa đóng băng tựa hồ nhìn còn chưa đủ bất quá còn tốt tới kịp thời chậm thêm hai ngày nhà đầu này liền thật nguy hiểm một tinh thần cũng nghiêm túc lại bọn hắn đối thất nguyệt thể chất nhìn vẫn là quá nông cạn cùng viên lăng xương liếc nhau sau đó một tinh thần nhìn xem trần huyền sinh nói không nên quấy rầy chúng ta, chúng ta muốn bố cấm phù. Trần tiên sinh mắt sáng lên, một tinh thần nói bổ sung. Thất nguyệt thân thể quá mức quái dị, mà nàng tu vi còn thấp, hàn khí này một khi triệt để bộc phát, thân thể của nàng tại chỗ liền băng nứt, nhưng nếu là không thức tỉnh, lưu tại trong cơ thể nàng liền lại là tai họa. Cho nàng mở một cái lỗ hồng, để hắn một chút xíu thức tỉnh, phóng thích, cái này liền cần lửa này ao, tăng thêm những linh dược này, linh tài, tại thất nguyệt mi tâm định kế tiếp cấm phù lão sư mặc dù không tỉnh thông đan đạo y đạo nhưng kiến thức lại là đáng sợ biết rất nhiều nam châu không biết cái này cấm phù cũng không phải bình thường người có thể bố trí trần huyền sinh tỏ ra hiểu rõ hắn vọng khí nghe thân cũng vô pháp triệt để thấy rõ ràng thất nguyệt cũng cảm giác được thất nguyệt trong cơ thể đáng sợ phải biết hắn hiện tại đối liễu sư lâu phù diêu ngụy pháp phương những người kia đều có thể có chút hiểu rõ nhìn ra rất nhiều đến đối thất nguyệt thất nguyệt còn chưa thành công mở linh, hắn vậy mà đều không thể nhìn thấu. Hắn lấy được y thuật truyền thừa, chỉ ít bây giờ được những cái kia truyền thừa, tại thất nguyệt trên thân căn bản không được tác dụng quá lớn. Thất nguyệt thể chất, đến cùng là cái gì? mươi 128, mượn đường lầu 2, nạp ma, động thủ, viên lăng xương không trần chờ nhảy lên nhập lửa ao, một tinh thần cũng đi theo tiến vào, hai người liền điều động lửa ao tinh hoa tuôn hướng thất nguyệt. Trong tay bọn họ linh dược, linh tài, Tại đồng thời tiến vào lửa ao, trực tiếp hòa tan, những cái kia tinh hoa cũng hướng về Thất Nguyệt phun trào. Oanh, hỏa năng lượng, tinh hoa cùng Thất Nguyệt hàn khí va chạm, dần dần xé mở một đường vết rách, sau đó cùng nhau bao phủ Thất Nguyệt. Vẻn vẹn là chiêu này liền không phải người bình thường có thể làm được, cái này cần tu vi cường đại dựa vào, như Trần Huyền Sinh, hắn biết như thế nào đi làm, thậm chí khả năng càng tốt hơn, nhưng hắn căn bản còn làm không được. Đây chính là hắn truyền thừa ảo diệu lại tại thất nguyệt trên thân không được tác dụng quá lớn một nguyên nhân. Hàn khí này, quá nổ tung, oanh, hỏa năng lượng, tinh hoa, cùng nhau bao phủ thất nguyệt, thất nguyệt thân thể liền lập tức run rẩy nhưng cũng không xuất hiện lớn dị dạng. Một tỉnh thần cùng viên lăng xương lần nữa lướt nhau, tùy theo hai người tu vi cùng nhau hiện ra, những hỏa năng kia, tinh hoa, liền cấp tốc biến hóa, tại tu vi điều khiển dưới, vậy mà ngưng kết thành từng nét bùa chú. Cái kia phù văn lít nha lít nhít, tổ hợp lại với nhau, giống như là một quang cháo đem thất nguyệt bao bao ở trong đó đây cũng là tu vi hiện ra tu vi cường đại điều động các loại tinh hoa ngưng phù tu vi không đến tụ pháp cảnh nghĩ cùng đừng nghĩ bất quá cái này cũng không hoàn toàn mà là bao phủ thất nguyệt đồng thời còn lưu lại một cái lỗ hổng lón như vậy cũng tốt so một cái vạp nước trong đó chứa đầy nước lập tức phóng xuất ra liền phần phật lập tức nhưng nếu là đập ra một cái lỗ nhỏ liền có thể một chút xíu đem dẫn xuất mà ra có rất nhiều điều khiển tính cái này cấm phù, đại khái liền là như thế một cái ý tứ. Tùy theo, những cái kia phù văn lấp lẽ, thời gian dần trôi qua tràn vào đến thất nguyệt mi tâm, tại mi tâm xuất hiện một đạo ngọn lửa hình dạng màu đỏ đường vân. Cái này đường vân lóe lên, lại biến mất tại mi tâm, ngừng nhập thất nguyệt trong mi tâm. Toàn bộ hành trình cũng không cái gì mạo hiểm, hết thảy đều đâu vào đấy, nhưng đến cuối cùng, một tỉnh thần cùng viên lăng xương đều có chút thở hồng hộc, thậm chí suốt mồ hôi chán. Hiển nhiên, hai người nỗ lực cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cũng may, vẫn được, một tinh thần thở dài một hơi, vừa muốn nhìn về phía Trần Huyền Sinh, bỗng nhiên lông mày chính là bỗng nhiên nhảy một cái. Không tốt, mà tại cùng thời khắc đó, viên lăng xương sắc mặt thốt nhiên đại biến, kêu to một tiếng dưới, nàng tu vi lần nữa cuồn cuộn mà lên. Nhất thời, lửa trong ao nhấc lên phong bạo, vô tận hỏa thuộc tính tinh hoa, không ngừng hướng phía thất nguyệt mi tâm phun trào mà đi, cùng cái kia hỏa văn dung hợp lại cùng nhau một tinh thần cũng động, khí thức bạo tạc, không ngừng dẫn dắt, không ngừng cô động, không ngừng hướng phía thất nguyệt bao phủ. Oanh, nhưng thất nguyệt trên thân hàn khí nhấp nhô, cái kia hỏa văn lại có xé rách dấu hiệu, thiếu nữ sắc mặt trở nên thống khổ xuống tới. Đến cùng là cái gì? Viên lăng xương là thật bị kích thích, vì sao, còn chưa triệt để thức tỉnh, đáng sợ như thế. Lần lượt đánh vỡ bọn hắn tưởng tượng cực hạn, bát phẩm đều không nên như thế, thậm chí, cửu phẩm đều không cái này bá đạo một tỉnh thần cũng ngưng mắt bắt đầu. Nhà đầu này trong cơ thể hàn khí bắt đầu phản kháng, đối kháng hỏa văn, thậm sĩ ếch. Y muốn triệt để áp đảo. Hai người học lực, điên cuồng điều động, nhưng tốc độ bọn họ lại nhanh, lại không đuổi kịp thất nguyệt hàn khí bộc phát tốc độ. Sang giác, hóa văn tại nhìn thấy mà giật mình dưới, đã nứt ra một đạo văn. Xong đời, một tỉnh thần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, viên lăng xương sắc mặt cũng thốt nhiên đại biên, đây là sự thực thật đáng sợ, xuất hiện biên cối ta đến trần huyền sinh một mực nhìn lấy khẩn trương toàn thân đều là mồ hôi lúc này nhìn thấy thất nguyệt nhíu mày thống khổ thậm chí phát ra rất nhỏ gào thét hắn lập tức chịu đựng không nổi oanh thân thể lóe lên hắn trực tiếp nhảy vào cái kia lửa trong ao tùy theo thái nhất đạo dẫn công liền điên cuồng vận chuyển lên không ngừng điều động những hỏa năng kia lượng hắn thái nhất đạo dẫn công không có cụ thể phẩm giai trần huyền sinh tạm thời xưng là thiên giai oanh vận chuyển siêu việt thiên giai thái nhất đạo dẫn công cái kia hỏa năng lượng bị điều động tốc độ, thậm chí siêu việt một tinh thần, viên lăng xương. Hai người lần nữa hung hăng kích thích một thanh, trong lòng chấn kinh vô hạn, dù sao, một tinh thần nắm giữ pháp, siêu việt nam đều. Mà viên lăng xương sư tôn, cái kia nam châu thứ nhất kỳ nữ, đã từng vẫn là để đến nam vương đều muốn lễ đãi tồn tại. Hai người pháp, đều có thể xưng là đáng sợ, nhưng bọn hắn pháp, so với Trần Huyền Sinh, Trần Huyền Sinh mới mở linh, cũng đã là tuyệt đối không bằng. Cái này pháp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Một tinh thần đều kinh ngạc, tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Tiểu tử này, phía sau không phải còn có lão sư A. Cái này pháp không phải ta loại A. ầm ầm lửa trong ao nhấc lên phong bạo, cuốn lên gió lốc, hỏa năng lượng bị điên cuồng điều động, chuyển vận giống thất nguyệt nơi đó. Một tỉnh thần cùng viên lang xương liền chuyên tâm phụ trách dung học hỏa văn. Cái này để tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cũng làm cho hai người áp lực thật to giảm thiếu. Bất quá, tốc độ này còn chưa đủ, cái kia hàn khí lần nữa dâng lên, hỏa văn xuất hiện cái kia đạo vết dạn vậy mà lại mở rộng. Tại nhiều như vậy hỏa năng lượng bổ dưỡng dưới, thất nguyệt trên người hàn khí, còn tại nàng ni tâm, trên sợi tóc xuất hiện màu trắng băng xương. Khó có thể tưởng tượng, cho ta dẫn đường, Trần Huyền Sinh cũng đầu đầy đại hãn, nhưng lúc này hắn không dám trần trò, điên cuồng vận chuyển công pháp. Thậm chí, tinh thần hắn còn câu thông huyết lâu, huyết lâu lập tức lay động, cái kia thanh huyết đao liền gào thét chém xuống, đào văn lấp lóe so với trước đó vài ngày càng thêm sáng chói. Trần Huyền sinh tinh thần có thể vào huyết lâu, vừa tiến vào, tựa như ngăn cách phương này không gian, nhưng tỉnh thần hắn cường đại mấy cấp bậc, hiện tại đều không cần quá phân tâm liền có thể điều động. Không vào huyết lâu, cũng có thể phát giác, cũng có thể điều động một chút. Truyền thừa gào thét lăn nhập, ẩn ẩn còn tại mượn đường, cái kia lầu một huyết lâu liền ẩm vang, đồng thời lầu hai kịch liệt run rẩy bắt đầu. Trần Huyền sinh cảm nhận được áp lực thật lớn, lầu hai tại cửa Việt đang giấy ruộng, cửa đá kia sau lành lạnh ánh mắt sát khí càng đậm oanh càng tại loại này đáng sợ dưới sát khí Trần Huyền Sinh mượn đường lầu hai lập tức lắc lư kịch liệt hơn vậy mà phân ra một tia hắc khí Trần Huyền Sinh thu nạp một tia hắc khí hắc khí kia một nhập thể nội nháy mắt oanh một cái cái kia một cái chớp mắt Trần Huyền Sinh cảm giác mình tinh thần nháy mắt nổ tung cho dù là cuối cùng cắn răng ổn định hắn cảm giác lòng của mình cũng vô hình biến hóa ma niệm ma lầu hai khí, cái kia tối sầm tơ, tựa như là phí vô tận chi lực mới tuôn ra, lại là tà ác vô cùng ma khí. Nguyên lai, hắn mượn đường huyết lâu, một mực cho mượn chính là lầu hai nói, mà lầu hai, hiển nhiên là rất khó chịu điểm này, với lại lầu hai, có ma khí. Không lo được, cho ta đen, Trần Huyền sinh hung hăng cắn răng một cái, trong lòng buồn bực uống, liền lưu lĩnh, lầu hai phản kháng căn bản là không để trong lòng. Thái nhất đạo dẫn công vận chuyển càng bá đạo hon đáng sợ năng lượng bị dẫn đường, bị Trần Huyền Sinh đánh vào phía trước, bị một tỉnh thần cùng viên lăng xương hợp lực vận chuyển, liền bổ sung thất nguyệt hỏa văn. Đáng sợ như vậy dưới, ba người áp lực đều là to lón, Trần Huyền Sinh hấp thu một tia hắc khí, đối với hắn ảnh hưởng cũng kịch liệt. Đáng sợ là, lửa trong ao hỏa năng lượng, lúc này vậy mà thấy đáy, bị dẫn đường quá nhiều, tiếp cận khô cạn. Lửa này ao lúc đầu còn thừa liền không nhiều, lúc này như vậy tiêu hao, hoàn toàn siêu việt cực hạn. Liều mạng, Trần Huyền Sinh biết tiếp tục như vậy, không được tác dụng quá lón, hắn lần nữa điên cuồng, xông lên hướng về phía trước, trực tiếp tiếp cận thất nguyệt. Sau một khắc, hắn giơ ngón tay lên, trên thân phun trào một cỗ đặc biệt khí tức, lập tức làm cho một tỉnh thần, viên lăng xương chừng lón mắt bóng, cùng nhau một cái run rẩy, hét lớn. Đừng xúc động, chương 129, cái kia một mảnh vảy, hai người kêu to, nhưng Trần Huyền Sinh đã liều lĩnh, ngón tay bỗng nhiên điểm xuống, không còn dẫn đường, mà là hấp thu hấp thu hàn khí thất nguyệt trong cơ thể phun ra hàn khí hắn gào thét hấp thu toàn bộ đạo nhập trong cơ thể mình cái kia hàn khí như dao đáng sợ mặc dù hắn đã là linh thể còn hấp thu yêu huyết phong phú rất nhiều nhưng lúc này hàn khí này vừa vào thể vẫn là khó chịu vô cùng ta đều như thế khó chịu thậm chí cảm giác cốt nhục đều cứng ngắc đều muốn vỡ ra đồng dạng có thể nghĩ thất nguyệt nhận lấy cỡ nào tra tấn có thể duy trì lý trí có thể cắn răng nhẫn đến nước này nhà ta nha đầu quá khổ Người khác nói như thế nào thống khổ, người cũng không pháp chân trải nghiệm, chỉ có chuyện lạc trên người mình mới biết được nhiều khó khăn, nhiều đau cỡ nào tê tâm liệt phế. Lúc này Trần Huyền Sinh liền cảm giác được tra tấn. So với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn, nhưng hắn cắn răng tiếp tục hấp thu hàn khí điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Một tinh thần cùng viên lăng xương sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn tại dẫn đường hỏa năng lượng, nhược quả không dẫn đường, cái kia hỏa văn nổ tung, thất Nguyệt nguy hiểm, cái kia hàn khí sông lên. Trần Huyền Sinh cũng nguy hiểm. Tiến thối lưỡng nan, phẩn phật, hàn khí nhấp nhô, Trần Huyền Sinh lông mày, sợi tóc, tại thời khắc này cũng xuất hiện màu trắng băng xương, hàn khí này đối với hắn tổn thương, càng lớn. Tại loại thống khổ này dưới, Trần Huyền Sinh lúc đầu hấp thu lầu hai một tia ma khí, cái kia ma khí đều ảnh hưởng tới tinh thần hắn, tâm trí, nhưng thống khổ này một tàn phá, ngược lại là để hắn thanh minh một chút. Liên như là, người muốn hôn mê, một khắc này hoa mắt váng đầu, nhưng bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, thống khổ kích thích, liền lần nữa lưu lại một tia thanh minh. Đây là trong bất hạnh vạn hạnh, tùy theo, hắn tiếp tục hấp thu, dẫn đường, thậm chí không ngừng mượn đường, lầu hai cửa đá mãnh liệt lắc lư, vớ đen xuất hiện lần nữa một sợi. Một tròm tóc tơ đồng dạng ma khí, ăn mòn Trần Huyền sinh tinh thần, đồng thời không biết là ảo giác, hay là thật nghe được, Trần Huyền sinh nghe được lầu hai tựa hổ gào thét. Đi chết đi, nhưng hắn vẫn như cũ không thèm để ý, tiếp tục mượn đường, câu thông huyết lâu, làm được bản thân hấp thu càng phát nhanh chóng. Ma khí một ăn mòn, hắn muốn thất thủ, thống khổ liền mãnh liệt kích thích, lại để cho hắn khôi phục thanh minh, ngắn ngủi duy trì một cái cân bằng. Hàn khí điên cuồng, giống như là luồng không khí lạnh phun trào mà ra, Trần Huyền Sinh không chỉ có là lông mày, sợi tóc kết xuất màu trắng băng xương, thậm chí trên người hắn đều xuất hiện màu trắng băng xương. Cái kia băng xương còn thời gian dần trôi qua trở thành băng tinh, hóa thành khối băng, cái kia khối băng liền bám vào tại Trần Huyền Sinh trên thân, để hắn dường như muốn trở thành băng biêu. Cũng may, cố gắng như vậy, điên cuồng, liều lĩnh dưới, thất nguyệt trên người hàn khí, bộc phát đến một cái tạm thời đỉnh phong, tùy theo, cái kia hàn khí ẩn ẩn suy yếu xuống dưới, cái kia hỏa văn liền ngưng kết mà lên, lúc đầu vỡ ra rất lớn một vết nứt, lúc này c cũng còn lại nhỏ rất nhiều, nhưng ở cái kia mi tâm chỗ, hỏa văn phía dưới, trong mơ hồ xuất hiện một mảnh lân phiến, cái này lân phiến vàng nhạt, băng hàn. Một tinh thần cùng viên lăng xương sắc mặt cùng nhau biến đổi, viên lăng xương nói. Cái kia lân phiến, ta băng điêu linh chủng đều đang run rẩy đều tại e ngại. Một tinh thần nói, ta có đạo thương, nhưng ta kim đao vẫn là nhưng so sánh cửu phẩm linh chủng, lúc này, vậy mà cũng động rung động bắt đầu, cái này là cái gì cấp bậc. Chỉ một tia, chỉ một mảnh vảy liền bá đạo đến trình độ này. Linh chủng có cửu phẩm, nhưng ở cửu phẩm phía trên, tồn tại rất nhiều đáng sợ, thất nguyệt tất nhiên là, nhưng tựa hồ còn không phải bọn hắn muốn loại kia cấp bậc. Bành, đồng thời, Trần Huyền Sinh bị đóng băng thân thể, bịch một tiếng ngã xuống, rơi vào lửa trong ao, không nhúc nhích. Một tỉnh thần suy nghĩ chuyển động ở giữa, đã nhanh nhanh vào tới trước, sau đó nhìn xem viên lăng xương, viên lăng xương tức hổn hến. Ngươi là ta đại kiếp, mặc dù như thế, nhưng vẫn là động thủ, cùng một tỉnh thần cùng một chỗ đem lửa trong ao là số không nhiều hỏa năng lượng, toàn bộ dẫn đường hướng Trần Huyền Sinh nơi đó. Trần Huyền Sinh cũng điên cuồng hấp thu, hấp thu tốc độ đáng sợ, lửa ao tại viên lăng xương cuồng loạn kịch liệt đau nhức dưới, cấp tốc tiêu hao. Tại mức tiêu hao này dưới, trọn vẹn một phút về sau, Trần Huyền Sinh trên người hàn băng hòa tan, thân thể của hắn thời gian dần trôi qua mềm nhũn ra. Tại mềm hạ đồng thời, hắn trước tiên nhìn về phía thất nguyệt, thất nguyệt mặc dù vẫn như cũng nguy hiểm, cái kia hỏa văn còn có vết rách, nhưng đã ổn định. Hắn cũng nhìn thấy cái kia vảy, thậm chí, cái kia vảy lóe lên, hắn cường đại tỉnh thần liếc nhìn, trong óc như nổ vang một đạo thiên lôi. Như yêu giống, lại như là một loại nào đó nhân vật đáng sợ gào thét. Khiến người sợ hãi thần, nhưng, lúc này bị tạm thời ép xuống. Hô, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trần Huyền Sinh chậm rãi đứng dậy, lúc này, một tinh thần đi lên kiểm tra, phát hiện Trần Huyền Sinh nhục thân xuất hiện rất nhiều vết rách. Vết rách lít nha lít nhít, như là một kiện đồ sứ. Nhìn thấy mà giật mình, Lão sư, ta không sao, ta là linh thể, khí huyết tràn đầy, nhục thân hoạt tính rất mạnh, tự lành năng lực liền có thể sợ, ta có thể nhanh chóng chữa trị. Trần Huyền sinh cho hắn một cái an tâm ánh mắt, đồng thời còn ăn mấy quả cực phẩm khí huyết đan, lại lấy ra đại lượng linh thạch hấp thu. Cực phẩm đan dược, linh thạch, lại thêm nhục thân cường đại hoạt tính, kinh khủng tự lành năng lực, thương thế của hắn bị ổn định, chuyển biến tốt đẹp. Người quá điên cuồng, người phải nhớ kỹ, đang uy hiếp đến sinh thời điểm chết, vô luận là tình huống như thế nào, người nào đều muốn trước cam đoan mình. Một tinh thần nghiêm túc khuyên bảo, đây là Trần Huyền Sinh lỗ thủng, hắn quá xử trí theo cảm tính. Không được, Trần Huyền Sinh lắc đầu, thất nguyệt là muội muội ta, ta có thể nào ngồi yên không lý đến. Với lại, lão sư vì ta, không giống nhau thi triển sát na phương hoa, từ nước đạo cơ, không để ý sinh tử sao. Một tinh thần không phản bác được, tính tình vừa lên đến liền không khống chế nổi, đây cũng là sư phụ hắn khuyên bảo hắn, hắn mặc dù một mực đang học, tại khắc chế, nhưng đến thời khắc mấu chốt, giống như không có điểm cái dám dùng. Mình đều làm không được, có vẻ như cũng không dạy được đệ tử. Ta lửa ao làm sao bây giờ? Viên lang xương nhìn chằm chằm Trần Huyền Sinh, lửa này ao không có 10 năm, đều khôi phục không được một nửa. Lửa ao gần hồ đã khô cạn, lửa này ao dẫn dắt địa hỏa, còn bố trí đại trận, bao nhiêu năm thai ngén. Mới ngưng kết như thế một chút tỉnh thuần lửa dịch, vốn là đã không nhiều lắm, đại trận còn bị hao tổn, Hiện tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương còn muốn khôi phục liền không biết năm nào tháng nào. Chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Trần Huyền Sinh hổ thẹn nói, ta bồi, viên lăng sương lạnh lùng nói, người còn thiếu ta hơn hai ngàn phiến lê hoa. Ta biết, Trần Huyền Sinh nghiêm túc gật đầu, một mặt trịnh trọng. Nhìn xem viên lăng sương nói, ta cam đoan, nhất định trước thiếu. Viên lăng sương, không phải, người là thế nào đem câu nói này, nói trịnh trọng như vậy việc, không đỏ mặt sao nàng quay đầu nhìn về phía một tinh thần. Một tinh thần nói, tốt, ta về sau nhiều dậy một chút, cẩn thận hắn đem ngươi đều bán. Viên lăng sương mặt lạnh lấy, Trần Huyền sinh mới mười mấy tuổi, đã bắt đầu tiến hóa. Không phải lúc nói chuyện này, một tinh thần cười một tiếng, cảm thấy hẳn là, tạm thời, còn sẽ không. Hắn nói sang chuyện khác, thất nguyệt hỏa văn rất không ổn định, hiện tại là tạm thời, nàng hàn khí như lần nữa dâng lên, liền lại một lần nguy hiểm, đến lúc đó, chúng ta muốn biến nguy thành an liền khó hơn. Viên lăng xương quả nhiên bị chuyển di lực chú ý, với lại, lấy thể chất của nàng, hàn khí dâng lên khẳng định là một lần vượt qua một lần, lần sau sẽ mãnh liệt hơn. Trần Huyền Sinh nói, vì kế hoạch hôm nay, chính là tìm tới đầy đủ hỏa thuộc tính tinh hoa, không ngừng là thất nguyệt bổ sung hỏa văn, nhất định phải phong bế cái kia phiến vảy. Một tinh thần gật đầu nói, người đi tìm dược lão, đao ra, liễu sư những người kia, mặt mũi người lớn, so với chúng ta lớn ta cùng lăng sương ở chỗ này nhìn xem trần huyền sinh cảm thấy đi vừa muốn đi viên lăng sương nói nhớ kỹ thiếu ta đến trả mau chóng trần huyền sinh quay đầu cười một tiếng sư nương ngài không cần nghiêm túc như vậy ngài suy nghĩ kỹ một chút những ngày về sau còn không phải đều muốn truyền cho ta viên lăng sương ngơ ngác một chút sau đó mắt sáng lên nói giống là như vậy hồ ngôn loạn ngữ về sau có thể nhiều kể một ít một tỉnh thần ở một bên mài răng tiểu tử này thật bắt đầu bán sư phụ trần huyền sinh thì bay nhanh rời đi nơi này tìm được phiên tử y hai người lại tuần tự đi tìm đao gia liễu sư các loại đám người lập tức toàn bộ nam châu rất nhiều đại bảo các đều vén khởi phong ba từng đạo hỏa thuộc tính vật liệu dược thảo thậm chí đan dược khoáng thạch thậm chí yêu đan các loại đều nhanh nhanh đưa vào lê viên thậm chí triệu gia lưu gia còn phái gia phủ vệ lại các đại thành trì tìm kiếm Đương nhiên, những này đều trong bóng tối tiến hành, phạm vi nhỏ vén khởi phong ba, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Học phủ đồ tốt nhiều nhất, nếu có thể đi đan hà sơn bên trên, liền có cơ hội lấy được hiếm thấy dị hỏa, nhưng hiện ra tại đó căn bản sẽ không mở ra. Trần Huyền Sinh đi tới hứa sư Đức Thắng Quản, hứa sư vì hắn giới thiệu. Hứa sư còn đạo ra tự mình biết hết thảy, nam đều tàng long ngọa hổ, đại nhân vật rất nhiều, bọn hắn cũng phần lón đều có mình chân tàng. Những người kia trong tay đồ tốt, thậm chí trên thị trường đều rất khó nhìn thấy. Trần Huyền Sinh nói, vậy chỉ dùng cực phẩm đan dược trao đổi, người trong âm thầm thả ra phong thanh, vô luận là ai cũng có thể đến trao đổi, cho dù là đan vương, lâm gia các loại, đều có thể. Chúng ta thậm chí có thể ăn một chút thua thiệt, Hứa sư ý thức được tính nghiêm trọng, Trần Huyền Sinh nhu cầu cấp bách những vật này, đến liều lĩnh tình trạng. Hắn gật đầu tỏ ra hiểu rõ, dừng một chút, lại nói: Hoặc là có thể đi nam đều thứ nhất bảo các nam thiên các nhìn một chút. Dựa theo hứa sư nói, nam đều một bảo các tên là nam thiên các, nơi đó hậu trường chính là trung nguyên đại gia tộc, rất nhiều trung nguyên bảo vật đều sẽ xuất hiện. Trần Huyền sinh tâm động, đi theo hứa sư đi xuống lầu 2, mà đồng thời, hai người nhìn xem dưới lầu bỗng nhiên mang theo hỗn loạt, còn kèm theo từng đạo tiếng kêu rên thê lương vang lên, bọn hắn cùng nhau một cái nhíu mày. Hứa chiêu nhan dưới lầu đã không biết làm sao, chương 130. Cổ, Nước thắng quán tầng thứ nhất cực kỳ ồn ào, gần trăm người hỗn loạn ở phía dưới, nương theo lấy thê lương kêu rên thanh âm. Trên mặt đất nằm một số người, nam nữ lão ít, thậm chí còn có một tám tuổi đứa bé, kêu rên lăn lộn, gấp phụ mẫu khóc đến gần như ngất. "Hứa tiểu thư, mau cứu con của ta, ta van cầu ngươi, mau cứu con của ta." Nữ phụ tóc tai bù xù, khóc thành nước mắt người, lôi kéo Hứa Chiêu. Nhan không ngừng cầu khẩn, Hứa Chiêu Nhan cũng lo lắng, nàng mặc dù hiểu được một chút đan đạo còn trời sinh một bộ tuệ nhãn tuệ nhãn có thể nhìn mặc chút hư ảo nhưng lấy kinh nghiệm của nàng cẩn thận kiểm tra mấy vị bệnh nhân không phải trúng độc không có ngoại thương không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào nương ta đau đau quá a à, đau chết tám tuổi đứa bé đang lăn lộn gào khóc tê tâm liệt phế làm cha làm mẹ nhất chịu không nổi cái này nữ phụ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất đối hứa chiêu nhan làm làm dập đầu cái chán bốc lên máu nhuộm đỏ mặt đất một bên hán tử cũng không kiên trì nổi, hai đầu gối mềm nhũn. Hứa đại tiểu thư, van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta, dùng ta mệnh đổi đều được. Hứa chiêu nhan hoảng hồn, không biết làm sao, các ngươi tỉnh táo chút, ta không phải không cứu, là ta không biết. Ra ra, đang nói, chợt thấy trên lầu đi xuống hứa sư cùng Trần Huyền Sinh, hứa chiêu nhan giống như là tìm được chủ tâm cốt, lập tức đại hỉ. Hứa sư vội vàng mấy bước, đi đến cái kia lăn lộn hài tử trước người, một tay đè ép, ổn định hắn lăn lộn, một cái tay khác nhanh chóng một điểm, cẩn thận kiểm tra. Nhưng sau một lát, hắn nhăn đầu lông mày, còn dương ra tu vi dò xét, lại là không biết vì sao. Đứa nhỏ này, không có bệnh, hứa đắc sinh kinh ngạc, cẩn thận kiểm tra, đứa nhỏ này rất tốt, căn bản không có một điểm nhập bệnh dấu hiệu. Nhưng đau lợi hại như thế, lúc này đều có chút run giấy, một đứa bé, không nên trang như thế rất thật. Hứa đại sư, đứa nhỏ này sáng sớm bắt đầu, liền mặt ủ mày trao, sau đó không ngừng nôn mửa còn phun ra máu tươi đến y quán về sau liền đau không bị khống chế trong bụng giống như là có côn trùng tại cắn xé nữ phụ lau nước mắt giới thiệu tình huống bốn phía bệnh nhân nghe xong nhịn xuống thống khổ yếu ót nói hứa đại sư ta cũng là loại tình huống này không biết là sao như thế hứa đại sư ta đã thông huyền tu vi ta vận chuyển tu vi đều không thể đè xuống kịch liệt đau nhức quá đau giống như là ngũ tạng bị côn trùng từng bước xâm chiếm đồng dạng hứa đắc sinh càng thêm mộng bức một cái là ngoài ý muốn hai cái là trùng họp nơi này trọn vẹn bảy tám vị bệnh nhân triệu chứng tương tự đây không phải không có vận đề đây là có vận đề lón nghiêm trọng đến hắn căn bản không biết nhìn không thấu hắn nhìn về phía trần huyền sinh lúc này trần huyền sinh cũng tới gần một chút cẩn thận lắng nghe mắt sáng lên còn thi triển ra vọng khí thuật sau đó hắn ngồi sổ người xuống bóp tinh chỉ mở ra cái đứa bé kia hết thảy tựa hồ đều ở trong lòng bầy biện ra đến. Là, bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ giật mình, so sánh truyền thừa tìm kiếm, tìm được cùng loại, vừa cẩn thận phỏng đoán, đoán chừng ra khả năng tình huống. Là loại đồ vật này, hắn ma sát ngón tay, phát ra âm thanh, thanh âm mang theo đặc biệt tiết tấu, lập tức cái đứa bé kia sắc mặt hòa hoãn, dường như thống khổ yếu bớt. Xác định, đi an bài, chuẩn bị đỏ chung, con rết, con cóc, da rắn. Đem đun sôi, ba lăn về sau cho những người này chút xuống hắn lập tức bàn giao hứa đắc sinh cùng hứa chiêu nhan đứng dậy liền muốn đi an bài ba trần huyền sinh thì lấy ra ngân châm lúc này đức thắng quán cửa bị người hung hăng va chạm mấy người nhanh chân đi vào y quán bá đạo đẩy ra mấy vị ngăn lại bệnh nhân cầm đầu là cái thanh niên mặc áo đen sắc mặt rất nặng rất uy nghiêm trầm giọng nói hứa đắc sinh đan vương muốn ta tới lấy thuốc sau đó hứa sư biến sắc hắn biết đan vương sẽ đến hắn không biết đan dược thuộc về trần huyền sinh tuyệt đối sẽ bất mãn mình đem đại lượng cực phẩm đan dược cho Trần Huyền Sinh cùng một tinh thần. Với lại, hắn không nghĩ tới, đan vương vậy mà phái ra hỏa này đến, người này là ninh gia ngoại thích, ngày xưa địa vị tỉ tiện, còn vắt hết óc bái hắn vi sư, nhưng bởi vì tâm thuật bất chính, còn đối hứa chiêu nhan sinh ra ý nghĩ xấu, liền bị hắn trục xuất sư môn. Nhưng hắn không biết đi cái gì vận khí cứt chó, thiên phú bỗng nhiên tăng vọt, cũng không biết như thế nào leo lên đan vương, vậy mà tia. Ở thành đan vương đệ tử, một bước lên trời, mượn nhờ đan vương, hắn đối với mình ghi hận chỉ tâm bày ở mặt ngoài, không có thiếu tìm phiền toái. Tiểu nhân đắc chí không đủ hình dung, hắn là ác khuyến. Hứa đắc sinh, thầy ta đối người cũng không tệ, đan trên đường không thiếu đề điểm, nhưng ngươi làm ra, trong lòng của hắn tương đương bất mãn. Bất quá, gia sư cũng nói, trước kia làm ra hắn toàn bộ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng từ giờ trở đi, hy vọng ngươi có thể sáng suốt. Cái kia cực phẩm đan dược, người nơi này có nhiều ít, ta mang đi nhiều thiếu. Hứa sư nói, các ngươi ngồi xuống trước, sau đó chúng ta lại đi thương định. Trong phòng bệnh nhân còn tại kêu rên, nhất là đứa bé kia, đã lật ra bạch nhãn, trong miệng bốc lên mặt, sinh cơ đều yêu ớt xuống dưới. Thanh niên mặc áo đen khóe miệng kéo một cái, hứa đắc sinh, sư phụ ta đưa cho ngươi mặt có phải hay không nhiều lắm. Ngươi muốn cùng hắn đối nghịch, hứa sư mặt lạnh lấy nhìn xem thanh niên, nói, cực phẩm đan dược ta trước mắt đã bán sạch, với lại, các người cũng nhìn thấy cái này trong phòng nhiều thiếu bệnh nhân nguy cơ sớm tối hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện thanh niên kia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt một tinh thần cần liền có mấy chục khỏa sư phụ ta cần liền một viên không có toàn bộ bán sạch hứa đắc sinh người bắt chúng ta làm ba tuổi hải tử vẫn là ngươi không muốn tại cái này nam đều lăn lộn ánh mắt của hắn băng lãnh sau lưng mấy người cũng đằng đằng sát khí ngươi tin hay không ra sư một câu người cái này y quán, khoảng cách phong sát. Một cái nửa tàn mộc tinh thần, đáng giá người cùng ta sư phụ đối nghịch. Trần Huyền Sinh chuyên tâm chuyện của mình, không có thời gian để ý tới, hắn lấy ra châm cứu, liền tại cái đứa bé kia mi tâm đâm xuống, lập tức sinh cơ hư nhược hài đồng bị tạm thời ổn định. Trần Huyền Sinh tâm thần khẽ động, cái thứ hai, cái thứ ba ngân châm liên tục đâm xuống, đồng thời cẩn thận liếc nhìn, trong lòng triệt để xác định. Là cổ, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có, vẫn là không có. Thanh niên mặc áo đen dẫn người tiếp tục hướng phía trước, khí thế bừng bừng, ánh mắt lạnh lùng. Hứa Đắc Sinh nói, "Có, nhưng muốn ngày mai, đan dược còn chưa tới trong tay của ta, lại, hôm nay thật sự là không có thời gian chiêu đãi các ngươi, xin lỗi." Nói xong, hắn quay người liền đi, nhưng mà, thanh niên kia sắc mặt chìm vào đáy cốc. Gia Sư nói, "Ngay tại hôm nay, nhất định phải cầm tới." Sư phụ ta thân phận ngươi biết, vô luận là ai, ở trước mặt hắn đều phải nhường đường hắn không nhìn trên mặt đất sống không bằng chết bệnh nhân, tiếp tục hướng phía trước, còn một cước đá bay một cái kêu rên lão giả, lạnh lùng nói. Cái gì quá không được, kêu cha gọi mẹ, muốn chết muốn sống, một đám rác rưởi đồ vật. Hắn còn cảm thấy những cái kia kêu rên chói tai, băng lãnh quát lớn tứ phương. Đều mẹ nó cầm miệng cho ta, bệnh nhân sống không bằng chết, sắc mặt tái nhọt, đổ mồ hôi lâm ly, đau thân thể đều tại run giấy, nhưng cũng sợ đan vương đệ tử, hung hăng cắn răng, không dám lên tiếng. bất quá, cái đứa bé kia tại Trần Huyền Sinh điều khiển dưới, lại là phát ra yếu ớt thanh âm, tùy theo biên lớn, dần dần đau chói tai, lần nữa khóc thành tiếng. Ninh Khang ánh mắt nháy mắt băng lãnh, ta nói, im miệng. Trần Huyền Sinh như là chưa từng nghe được, tiếp tục cầm châm, tám tuổi hài đồng nửa hôn mê, tiếng khóc càng thêm thê lương bắt đầu. Ninh Khang cắn răng, nhanh chân hướng về phía trước. lúc này, cái kia nữ phụ, hắn tử kia cùng nhau tiến lên, phù phù quỳ xuống đại sư, nhị tử ta nguy cơ sớm tối, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, hắn mới 8 tuổi. Ba, Ninh Khang vung tay lên, hai người cùng nhau ngã bay, thanh âm hắn lạnh hon. Hứa đắc sinh không biết tốt xấu, lãnh đạm đan vương, cái này đức thắng quán hôm nay phong quán, tất cả mọi người, cho dù là con chó, đều lập tức cút cho ta. Hứa chiêu nhan giận tím mặt, Ninh Khang, người ở không đi gây sự sao, Ninh Khang cười lạnh, ra ra người đắc tội sư phụ ta, nếu là ngày trước, sư, phụ ta một câu trực tiếp giết người hiện tại chúng ta đã đầy đủ khách khí còn lòng từ bi cho các ngươi cơ hội đáng tiếc các ngươi không biết chân quý a à. các ngươi dám cầm sư phụ ta mặt mũi làm giày cái đệm cái kia ta hôm nay liền nói cho ngươi ta ninh khang liền là tìm đến sự tình ngươi ngươi dù sao cũng là cái đan sư vẫn là đan vương đệ tử chẳng lẽ nhìn không ra những người này đau sống không bằng chết thiếu nữ bị kích thích không thể nhịn được nữa khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn là người thân là y sư, nhìn thấy sắp chết bệnh nhân, nên này tấm đức hạnh sao? Cái gì châu ngựa, ta chỉ biết là sư phụ ta sự tình liền là thiên đại sự tình, cái khác đều phải cho ta nhường đường." Thanh niên âm hiểm cười bắt đầu, "Cái gì sinh, cái gì chết, cùng ta có liên can gì?" Theo âm thanh âm vang lên, hắn bỗng nhiên vung tay lên, người sau lưng lập tức rút đao ra kiếm, chính hắn còn lớn hơn bước tới trước, khí tức ầm vang mà lên. Mấy người bị tức hơi thở chấn lui ra ngoài trên mặt đất một tên bệnh nhân, còn bị chấn phun máu phè phè. Mẹ, Trần Huyền Sinh liên tục ghim kim, đã ổn định cái kia tám tuổi hài đồng thân thể, cổ trùng tại hắn điều khiển dưới, có thể cảm giác được một chút xíu hướng ra phía ngoài bước ra. Hắn còn ma sát ngón tay, phát ra đặc thù tiết tấu thanh âm, đây là cổ linh, có thể khống chế cổi nhưng lúc này cái kia ninh khang khí tức chấn động, xáo trộn hắn tiết tâu, để hắn cuối cùng một châm suýt nữa lạc lệch, thất bại trong gang tắc. Thân sắc hắn băng lãnh, cuối cùng một châm rơi xuống, triệt để ổn định cái đứa bé kia thương thế, sau đó đứng dậy, nhìn xem cái kia Ninh Khang, một bước ẩm vang đạp xuống. Đập cho ta, Ninh Khang còn tại kêu to, hôm nay công báo tư thù, cáo mượn oai hùng, hắn muốn hứa đắc sinh là năm đó làm ra trả giá đắt, còn muốn hắn cùng đan vương không chết không thôi. Tốt nhất kích thích đan vương trực tiếp không thể nhịn được nữa, đùa chơi chết cái này lão hỗn đản. Đánh lấy tâm tư như vậy, hắn trương dương ương ngạch, khí diễm phách lối, một bộ lão tử mang theo thánh chỉ, không tuân theo liền giết cuồng vọng tư thái. Chỉ là, cái kia bá khí mười phần thanh âm còn chưa triệt để rơi xuống, một tay trưởng lại trước một bước giữ chặt hắn cổ áo, tại ninh khang còn chưa phản ứng lúc, như là gà con một thanh cầm lên. Ba ba, đổ ập xuống hai cái bạt tai mạnh, ninh khang biến sắc, vừa muốn gào thét, trần huyền sinh hơi vung tay, hắn thân thể không bị khống chế gào thét mà ra, trực tiếp rơi xuống đến y quán bên ngoài. Bành, ngoài cửa vang lên trùng điệp rơi xuống đất âm thanh dường như nương theo lấy phiến đá nổ tung tùy theo chính là cái kia ninh khang thống khổ phát xuống ra kêu rên cùng tức giận gào thét cút ngay lập tức đem ném ra trần huyền sinh quay người nhìn về phía còn lại những người kia trên thân khí tức ẩm vang cuốn một cái sát khí gào thét mà lên những người còn lại biến sắc một người trong đó thần sắc dữ tợn bỗng nhiên một bước người mẹ nó phốc nhưng mà một bước kia đạp xuống một cái đầu người liền trực tiếp bay ra ngoài máu tươi tại y trong quán phun ra, kinh chấn bát phương. Tất cả mọi người đều khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, thân thể run run, cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh giá đến cực hạn. Lan, Trần Huyền Sinh nắm đao, thanh âm lạnh hơn, đồng thời, hứa sự cắn răng một cái, khí tức cường đại cũng nở rộ, hứa chiêu nhan khí tức cũng bạo tạp mà lên, băng lãnh đối mặt những người kia. Y trong quán tĩnh mịch một mảnh, chỉ có sát khí tại gào thét tới đây đã kết thúc tập này cảm ơn đã nghe hết tập này hẹn gặp lại tập phía tiếp